đến từ tỉnh Tuyên Quang. Vâng, em chào anh ạ. Vâng, chào chị ạ. Câu hỏi của chị là gì ạ? Câu hỏi của em thì trước đây thì ông xã nhà em mà đi với người yêu cũ. Câu chuyện là nó từ đầu tiên đến này này. Là cái hồi đấy thì em có thằng cu được hơn tuổi rồi thì chồng em đi làm quặng, người ta gọi là đi làm quặng nhưng mà không phải là đi làm vàng. Đã lừa đi làm vàng nhưng mà trốn vào với nhà cái cô này. Thì ở thế là lừa chưa có vợ. Thì yêu cái cô này được trên đấy hẳn hơn một tháng. Thì về xong rồi thì lại tiếp tục em được thằng thứ hai nữa. Xong rồi anh đi lại lại 3 lần. Một lần quay lại 10 ngày. Giờ xong là con đấy đã đi lấy chồng rồi. Xong là chồng nghiện chết. Xong vừa rồi đây chồng em về Bắc ý. Thì ngày 24-25 âm lịch tháng 2 ấy. Thế là đi xuống nhà nghỉ với con này ở 2 tối ở Hải Dương á. Thế là em phát hiện ra. Rồi. Thế em rất bức xúc. Nhờ bên chuyên gia tư vấn cho em, cho em xin một lời khuyên. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 50 ạ, 50-51 rồi ạ. Thế là con bây giờ bao nhiêu tuổi? Con nhà em một thằng đẻ năm 96, một thằng 98. Rồi có gia đình hết rồi, có cháu hết rồi ạ. Thế mà lúc nãy bạn nói tức là anh ấy cặp bồ từ khi con của bạn mới có 1 tuổi. Vâng, mới hơn 1 tuổi. Rồi, tức là gần 30 năm nay. Vâng. Vẫn với cái cô ấy à? Vẫn cô đấy. À, thế cơ họ có sản phẩm nghĩa riêng là không? Người ta liên hệ lại là bằng điện thoại. Em biết rồi mà không cho sờ đến điện thoại. Em cũng không bao giờ em sờ đến, thôi kệ. Nghĩa là em cài định vị á. Em mới biết là hôm đấy là đang ở nhà nghỉ. Đấy. Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chồng em năm nay 49, 50. Rồi, thế còn đi đào vàng nữa không? Không ạ. Rồi, thế là mấy chục năm là gặp nhau thì là vào nhà nghỉ, đúng không? Vâng, vâng. Chứ không phải là năm nào cũng hẹn nhau lên Thái Nguyên hoặc xuống Hải Dương. Không, không. Em thấy là nếu mà quay lại chỉ có lần này là quay lại đi gặp nhau thôi chứ. Là trên Facebook thôi. Rồi, bây giờ anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Alo, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Bây giờ thời gian rất là ít và hãy lắng nghe anh nói nhé. Dạ. Lỗi của anh là lỗi lớn nhưng chưa tẩy đỉnh. Đây là cái đoạn tình cũ không rủ cũng tới. Trước đây người ta là người yêu của nhau, nhưng mà vì rất là nhiều những lý do người ta không đến được với nhau. Xong bây giờ cái tuổi 49, 50 rồi trở về quê, lại nhớ lại cô người yêu cũ, lại cô người yêu cũ, lại chồng chết. Thành ra người ta gặp nhau và có quan hệ một đôi lần, đúng không? Mình cứ nghĩ vụ việc nó đơn giản thế thôi. Tức là chồng mình đi công tác có ngủ với một người phụ nữ khác một hai lần. Cũng giống như khá nhiều người đàn ông đi công tác hay hoặc là đi xa vợ. Ông ấy bỏ ra một tí tiền hoặc là ông ấy nói chung là biết qua đường với người này người khác. Mình gọi đúng bản chất sự việc đi thì mình sẽ không thấy dối. Còn nếu nói rằng 30 năm nay chúng nó không quên được nhau, chúng nó ngoại tình với nhau thì rất là kinh khủng. Tuổi trẻ anh cũng đã nhiều lần đi gái gú, mình cũng chẳng làm gì được. Thì bây giờ tuổi 49-50 anh ấy có về, mình có biết là anh ấy đi nhà nghỉ cũng chẳng tóm được tóc, cũng chẳng lay gì. Chắc mình có làm ầm cũng chả làm gì được ông ấy. Đuổi thì chả đuổi được. Ly hôn thì chưa đáng để ly hôn, đúng không? Chả có dạy gì mà vì một cái lỗi này mà mình phá một cái gia đình, những cái thứ mình có đang rất là gọi là có giá trị. Thế thì cứ cho rằng ông có lỗi thì có sơ suất đi. Cái vụ việc vừa rồi là đi ngủ với người khác hai lần. Thì đợt tới này về, thôi thì mắng, rồi gì thì gì đi. Rồi nói thẳng để cho nó hả hơi thôi, để cho mình bỡ tức thôi, chứ chắc tôi tin rằng cũng chả làm gì lớn đâu. Nhá. Em giận là giận ở như thế này này. Tại vì cái hồi đấy thì chồng em có đi đấy thì hai người đã có thư đi thư lại mà em đã viết thư cho cái cô đấy rồi mà cô đấy đã viết thư lại xin lỗi em rồi. Em không biết anh là chồng của chị như thế rồi. Xong về thế sau mà bây giờ vẫn ngủ thế chứ rồi gì? Mà bây giờ quay lại em tức ở cái chỗ đấy. Tức cái gì? Cái chuyện mấy chục năm trước người ta còn thề vâng, trước. Nhưng mà ý là đã biết trên... là lúc đấy thì bảo chưa biết chồng em có vợ nhưng mà bây giờ đã bảo biết. Có vợ thì mới thích chứ, vợ thì mới nâng cao tay nghề. Đây người ta có phải muốn cướp chồng mình đâu. Đây là người ta muốn có đi lại với người yêu cũ của người ta và cũng biết rằng đấy là có vợ rồi. Không phải là còn trẻ người non dạ gì mà người đàn ông, người phụ nữ 49-50. Thực ra thì chồng thì mất lâu rồi, nó thèm. Đây là anh người yêu cũ. Cô kia vẫn bảo không phải, còn cãi bảo đấy. Có bằng chứng bằng thật, còn nói là tao không thèm chồng mày cái gì nó nói nhiều thế lắm. Tóm lại, nếu có bằng chứng thì dơ ra với ông chồng để dọa thôi. Còn không có gây sự gì với cái cô kia nhá. Người ta bây giờ chả có gì mà mất chồng người ta mất rồi. Trừ trường hợp mà mình tóm được tóc đang gì đấy ở nhà mình ấy thì còn có lỗi.
Còn thì chồng mình tìm đến người ta, hẹn hò với người ta, đi nhà nghỉ với người ta. Cái người cần trò chuyện là trò chuyện với chồng mình ấy. Bởi vì mình sẽ còn tiếp tục sống với ông đến 90, 100. Còn cô kia thì chẳng biết có gặp lần nữa hay không. Mình thì bây giờ là bức xúc của cái sự ghen tuông thôi. Cũng trừng phạt ông một tí là tôi quyết định là vì có lỗi, cho nên là trong 2 tháng tới tôi không nấu cơm cho ăn nữa, tự phải ăn. Muốn ăn đâu thì ăn. Thế còn nếu mà muốn được tha thứ thì làm bản kiểm điểm, thề, hứa rằng nếu mà còn tái phạm thì sẽ chịu hình phạt gì. Nên làm đến thế thôi. Rồi, xin chào bạn. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Thưa quý vị khán thính giả, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hải Phòng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Phòng ạ. Dạ, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Em chào các anh chị trong ekip chương trình Cửa sổ tình yêu ạ. Dạ vâng, chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi đấy ạ? Em 58 anh ạ. Dạ vâng, chị băn khoăn điều gì đấy ạ? Coi như là về cái chuyện giữa con dâu với con trai em ạ. Rồi. Bây giờ em muốn hỏi chuyên gia tư vấn xem làm nào cho các cháu về được với nhau, bởi vì là con nhà em thì thằng con trai em năm nay nó 34 tuổi. Rồi. Cháu đi tàu trước thì nó vẫn thương vợ mến con lắm, thế mà cứ vợ đi đâu thì nó đi đấy, thế là cái thời gian cưới xong thì vợ nó làm ở ngoài Hải Phòng thì nó làm ở bên chỗ Nomura thì gần nhà ngoại, thì nó bố cho con ra ngoài đấy để con đi làm cho nó gần. Thế xong cháu sinh nở thì hai bạn sinh nở là đều về quê chồng, mẹ chồng phục vụ, tôi là mẹ chồng. Vâng. Thế thì đều về mẹ phục vụ, nhưng mà cứ được một tháng, hơn tháng là cháu lại đi. Cháu lại ra ngoài bố nhờ nhà đẻ. Thế sau khi cháu chồng thì đi tàu thì thi thoảng mới về thôi, thì nó về với vợ con nó. Vâng. Thế xong rồi thời gian năm ngoái thì cháu mua đất ở ngoài đấy rồi. Mua đất ở ngoài thì mua ngay của nhà bố vợ thì... Xong nói chung là cái miếng đất ấy thì nó lại lôi thôi rắc rối lắm. Xong kiểu nhà vợ thì lại có cái kiểu là ý miệt thị nó, thế là nó chán nó về nhà tôi ở. Thế còn con râu thì nó cứ ở nhà ngoại thôi, bằng ngóng giá nào bảo mẹ chồng bảo cũng không về. Tôi cũng có bảo cháu là thế bây giờ thì con cứ cho cháu về đây, chúng mày ăn gì thì mẹ ăn cái đấy, mẹ đưa các cháu nó đi học, còn các con cứ đi làm. Vâng. Thế nhưng mà dứt khoát nó không về. Thế bây giờ tôi muốn hỏi chuyên gia tư vấn xem là như thế nào. Bây giờ con râu thì không về nhà tôi, mà con trai nó cũng không ra nó ngoài đấy với vợ con nó nữa, thì bây giờ làm như thế nào để cho các cháu về với nhau, để cho các cháu nó đỡ khổ ạ? Cậu con trai này là con thứ mấy của chị đấy ạ? Cháu là thứ hai ạ. Thế à, thế chị đông cháu nội ngoại chứ ạ? Báo cáo các anh các chị ạ, em được sắp được 6 cháu rồi, ra ăn tiếp xong là 6 cháu nội ngoại ạ. À thế à, thế là... Vâng, có 2 nội thì 2 nội đều là trai cả. À, thế mà 2 cháu nội thì lại toàn ở nhà bà ngoại nó thôi, đúng không? Vâng, em bảo bằng giá nào nó cũng không về các bác ạ. Dạ vâng, thế là nó đi cách đây bao lâu rồi? Đại thế là đấy, từ lúc với nhau là nó ở nhà chồng thì nó để chỉ 1 năm nó chỉ về vài ngày thôi. Ngày lễ, ngày Tết hoặc là thì ngoài giỗ thì nó về thôi. Chứ còn hầu như nó ở nhà ngoại nó mà. Thế bây giờ năm ngoái thì nó bảo chồng nó mua cho miếng đất ở ngoài thì chồng cũng mua rồi, mà lại mua chính của ông ngoại. Thế xong là mua xong đất thì đưa xong tiền rồi, nhưng mà ông rồi thế xong là bố vợ nói lăng nhăng gì đấy thì tâm ra cậu ấy bực mình, cậu ấy về cậu không ở lấy nữa đúng không? Vâng vâng, chị kể lần thứ hai rồi, tôi đã quên đâu. Vâng vâng, anh Đinh Đoàn sẽ xem làm cách nào để giải quyết cái tình trạng này hợp lý nhất có thể nhá. Vâng ạ. Vâng. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, xin chào mẹ Hải Phòng. Vâng ạ. Thế nhà mình thì cách Hải Phòng xa không? Nhà em thì ở trong Tiên Lãng, ra ngoài Hải Phòng thì khoảng độ 20 cây. Thế còn ra nhà cháu là mạn quán toan ngoài thì khoảng độ 30 cây nữa. Từ nhà chồng mà sang nhà nó tầm độ 50 cây bác ạ. Vâng, 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 rồi. Vâng. Thế xong rồi là mình thì mình có bao giờ nói chuyện với con trai là làm sao mà ông bà bên kia như thế nào không? Có ạ, cháu nó hiền, nó ngoan, từ trước đến giờ nó vẫn hiền lắm chị. Cứ vợ đi đâu thì nó đi đấy, thế mà nhiều khi vợ nó có cái gì sai trái thì nó cũng cứ nói với chị em là thôi mẹ cũng đừng nói gì nữa, rồi là kiểu vợ nó về đây nó khó sống đấy, về nhà chồng nó khó sống. Thật ra nó thì vợ nó thế. Vâng. Thật ra con trai nhà mình đi tàu Viễn Dương, xong rồi gia đình ông bà ngoại thì ở ngay quán toan cũng gần thành phố Hải Phòng. Cô con dâu nhờ được ông bà ngoại lại mua đất ở gần nhà ông bà ngoại hoặc mua chính của ông bà ngoại. Tính ra nó rất là thuận. Mình vì dù sao mình về Tiên Lãng cũng thế nọ thế kia, vợ ở đâu thì chồng ở đấy, vì sẽ có một cái chốt
người chồng có thể đi 6 tháng, 1 năm lênh đênh viễn dương, như khi về có một nơi trốn về, đó là về với vợ con nó rất là thuận. Nhưng mà cơ bản nhất chị phải hiểu được cái điều mà khiến cho con trai mình quyết tâm không quay trở lại kia, mặc dù bỏ tiền ra để mua đất, là làm sao? Mua bị lừa hay mua của ông ngoại mà ông ngoại cầm tiền rồi nhưng không sang tên? Vâng, đúng đấy bác ạ. Anh Đinh Đoàn ạ, bây giờ ông ngoại cầm tiền rồi, lấy tiền lấy sửa nhà sửa cửa rồi nhưng không sang tên cho cháu. Thế là cuối cùng vẫn là trắng tay, tiền thì mất mà không có gì. Thế thì chắc cậu con trai thì nhắc vợ là mua của ông thì sao ông lại không chia ra, ông không tách sổ đúng không? Thế rồi chắc lời qua lời lại rằng là uống rượu ông ấy chửi xong là có cái ảnh cưới của vợ chồng cháu thì nó treo ở trên nhà, ông bắt là mang xuống bếp, nó không mang xuống bếp thì ông đốt đi. Thế là vợ chồng nó cũng phải mang xuống bếp treo. Bây giờ là xây được nhà ở trên cái nền đất của mua của ông ngoại rồi đúng không? Dạ không ạ, mới mua đất đấy thì chưa làm nhà. Vâng ạ. Vâng. Bây giờ mình mua đàng hoàng chứ mình không xin. Thế sao không nói chuyện đàng hoàng, tử tế, thậm chí chị với lại cháu trai ấy ra nói chuyện với ông bà thông gia đi. Thôi, thì tôi thì nó ở nông thôn, tuy là Tiên Lãng cũng gần Hải Phòng nhưng nó là nông thôn. Cháu nó ở gần gũi với ông bà, ở đâu thì cũng là gần. Thôi thì cháu nó mua cái mảnh đất, thế thì ông bà tách sổ cho cháu đi để các cháu nó yên tâm, nó đầu tư bỏ ra một vài trăm triệu, một tỷ, nó xây cái nhà riêng của nó. Bà ngoại, bà nội có ra đấy với cháu nó cũng tự do thoải mái hơn, bởi vì con trai của mình mua đất của ông ngoại chứ không phải ông ngoại cho đất đúng không? Vâng, thì nó không phải là chó chui gầm chạn hay là ở rẻ gì cả, mình đang hoang mà. Cắt lời anh chị nhá, nhưng mà bây giờ cháu nó mua đất rồi mà lại không làm sổ cho nó là một. Hai nữa là vợ nó có cái xu hướng như thế này, vợ nó có cái, em cũng không hiểu là nó đối xử với chồng nó như thế nào, nhưng một lần chồng đi về thì là phải đi viện mà lên Hà Nội khám, xong người ta giữ luôn nằm ở bệnh viện nhiệt đới trung ương 10 ngày, thế nhưng vợ cũng không lên. Xong rồi tôi hỏi bố thế tại sao chồng con ốm con không lên, nó bảo là con không có tiền nên lại con cháu nó còn bé con không đi được. Thế là về vợ chồng cứ từ đấy thì đi, nó cứ sinh ra nhiều chuyện bác Đinh Đoàn ạ. Thế bây giờ từ cái đấy mà ra, xong rồi cứ đi về, chồng đi về mà có tiền đưa cho, chỉ cần nó biết là đi một tháng bao nhiêu, đi mấy tháng bao nhiêu tiền, chỉ cần yếm lại trong người 5-7 triệu là cũng hỏi vô 5-7 triệu ấy đâu. Thế là chỉ có tính về tiền thôi, chứ còn nếu chồng ốm đau cũng không hỏi đến. Thế cho nên là em thì em nói thật với các bác là bây giờ em rất thương cháu, mà thương hai đứa cháu nội của em, muốn cho bố mẹ nó đoàn tụ, nhưng mà bố nó lại không tự ái, nó không về nữa, mà mẹ nó thì bấu bằng ra nào nó cũng không về nhà chồng. Thế thì chứ mình thật ra thì cái việc ở đâu, ở bên nội bên ngoại rồi tiếp tục chung sống hay là cứ ly thân như hiện nay là quyền quyết định của hai đứa. Mình thì nếu có giúp thì tôi vẫn cứ phải nhắc rằng là không phải xui con mình là về kia để mà ở, hay là kéo con dâu về. Thậm chí mình là mẹ chồng mình hoàn toàn có thể ra đấy chơi với các cháu nội, nói chuyện với con dâu này. Thế bây giờ con tính thế nào? Vợ chồng chúng mày phần đấy tủy đầu rồi, bây giờ lấy nhau hai đứa con rồi. Thế bây giờ có muốn là tiếp tục chung sống hay là cứ như thế này? Và vấn đề mấu chốt đó là ở chỗ nào? Cái chuyện mà bảo rằng là chồng ốm nằm viện ở Hà Nội 10 ngày mà vợ vì không có tiền mà không lên thăm thì tôi thấy nó cũng kỳ lạ, giận dỗi nhau cái gì đó. Chứ còn không có tiền mà kể cả một người phụ nữ nông thôn, người ta bán gà, bán chó, bán lợn, thậm chí người ta vay mượn để người ta chăm sóc chồng. Chứ không phải là một anh tàu viễn dương hàng tháng gửi tiền về đâu. Ở đây chắc là ấm ức điều gì, người này nghi ngờ người kia không chung thủy, người nọ thì nghĩ rằng người kia vơ vét tiền của mình rồi, cái gì cũng đưa về bên ngoại chẳng hạn. Cậu này cậu nhận ra rằng là chờ vợ mình quá ham tiền, chỉ biết là lấy tiền của chồng thôi, còn không quan tâm đến gia đình chồng, không quan tâm đến chồng. Rồi cái gì cũng chỉ vun vén bên ngoài mà cậu tự ái, xong khi nói với nhau mà nó không khéo, thế là thành ra là đã thế thì không cần nữa. Chị đích thân đi ra với cháu nội với con dâu đi. Mình hỏi cụ thể thế các con thế nào? Cứ thế này à? Chia tay à? Hay là ly thân à? Định bỏ nhau à? Thế thằng ấy nhà mẹ thì lỗi lớn nhất của nó là cái gì? Nó có ăn tàn phá hại không? Nó có bồ bệnh gì không? Nó có nghiện hút ma túy gì không? Nó có đưa lương đều không? Thế thì nếu tất cả cái đấy mà rất tốt thì con chê nó ở cái gì? Mẫu thuốc khúc mắc nó ở đâu? Ví dụ như thế.
khi mà mình biết khúc mắc rồi, cái điều gì mà mình nhắc được con trai mình, khuyên con trai mình, thôi con ơi cũng tốt, ông bà ngoại cho như thế thôi mình cũng yên tâm, mình thì không chăm sóc được, không chia sẻ được công việc với vợ thì vợ gần ông bà ngoại cũng là cái thuận lợi, thôi thì đến mẹ, mẹ còn chẳng lôi được nó về đây thì đâu ở cái đất Hải Phòng chả huyện nọ thì ở quận kia, đúng không? Vâng. Đấy, tự cơ bản nhất để biết nội tình. Vâng. Còn... em thì cũng nhiều lần em cũng khuyên cháu là bây giờ thôi, con ạ, bây giờ thương hai cái đứa trẻ con thì bây giờ con cứ phải, vợ chồng gọi là cứ phải đoàn kết lại để mà nuôi con nuôi cái cho nó trưởng thành. Bây giờ con em cũng dẫn là nếu như bố mẹ mỗi đứa một nơi là sau này con cái nó hư hỏng. Chị ơi, tất cả cái điều đó mình chỉ nói ở bề ngoài. Chị cứ rằng là hãy đoàn kết rồi yêu thương nhau rồi chăm sóc con. Nhưng nếu mà mình không biết biết đâu là con vợ nó chồng đi viễn dương ở nhà có bồ chẳng hạn, hoặc là ngược lại là con trai nhà mình sau khi đi tàu về lại vợ lại phát hiện ra là giấu tiền đi cho bạn gái chẳng hạn, thì mẹ bảo đừng cứ vui vẻ đi vì con. Mình phải tìm được cái bệnh chính thì chữa cái bệnh chính ấy thì rồi tự nhiên nó sẽ hàn gắn. Còn có những thứ không hàn gắn nổi cơ mà, đúng không? Vâng, các bạn ấy mới có ba mấy tuổi đâu. Chồng đi mà cứ alo xin lỗi chị, 5-7 triệu thì cái điều quan trọng vừa khi chị gọi đến đây tôi nhận ra một điều rằng là chị chỉ mong muốn là gọi hai đứa cháu nội và cô con dâu về ở cùng với chị, đúng không? Vâng ạ. Đúng rồi. Thực ra thì ở đâu cũng là ở chị ạ. Nếu mà nó đang ở nhà ngoại, nó có môi trường phát triển tốt, ông bà ngoại lại chăm sóc hai đứa cháu nội của mình, như các cụ ngày xưa đã từng nói, cháu bà nội nhưng lại tội bà ngoại chẳng hạn, thì tốt quá chị. Thứ hai nữa là quán toan nó rất là thuận tiện cho việc làm ăn cũng như là sinh hoạt của cô con dâu nhà mình. Chứ là về tận nhà chị, về tận Yên Lãng à? Tiên Lãng hả bác ạ? Tiên Lãng đấy, thì còn xa mướt mà chỗ ấy đúng là vùng nông thôn thì nó cũng là cái thiệt thòi cho cô gái, con dâu chị đấy. Đâm ra cái điều quan trọng của chị là hàn gắn cho hai cái vợ chồng chúng nó đoàn kết và yêu thương nhau. Và muốn hàn gắn được thì mình phải tìm hiểu rõ vấn đề, chứ không phải là mình cứ khuyên khơi khơi như thế thì rất khó nhé chị nhé. Xin chào chị, cảm ơn chuyên gia tấm lòng Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Lạng Sơn. Dạ, em chào chương trình ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Trong cuộc sống hôn nhân vợ chồng ấy ạ, thì vấn đề quan hệ vợ chồng ấy thì em bị không có cảm giác. Khô rát? Không có cảm giác? Không cảm giác ạ. Không cảm giác chứ không phải khô rát đúng không? Cả rồi. Hai ạ, cả khô rát và không cảm giác. Cả hai luôn. Vâng. Rồi, thế là năm nay bao nhiêu tuổi? Em 32 ạ. 32 tuổi, lấy nhau lâu chưa? Bọn em lấy từ 2013. Tức là hơn chục năm nay rồi. Và hơn chục năm nay thì là đều khô rát như thế à? Đúng, và đúng không... em bị từ ngày lần đầu tiên là năm 20 tuổi ạ, đến bây giờ. Tức là quan hệ với anh ấy á, với chồng của mình á? Đúng ạ. Thì và có không có cảm giác luôn từ ngay từ lần đầu tiên đó? Từ lần đầu tiên đến giờ luôn ạ. Thế à? Vâng ạ. Ôi, thế hai bạn lấy nhau có phải yêu nhau không? Có ạ. Có yêu nhau tự nguyện đến với nhau đúng không? Đúng ạ. Ồ, thì đã bao giờ chia sẻ với chồng chưa? Có, chồng em biết mà. Thì kiểu cũng nhiều năm xong rồi bận con cái các thứ đến bây giờ. Xong rồi chồng bảo thì cứ hỏi bác sĩ xong rồi có chương trình tình yêu đấy thì thử gọi lên hỏi xem là tình hình như thế nào. Rồi hơn chục năm qua là bao giờ đi khám về chuyện này chưa? Em gọi là cũng đi khám phụ khoa thứ thôi thì bác sĩ cũng chỉ bảo là tại vì đến tuổi rồi nội tiết tố bị suy giảm á. Rồi, bác sĩ cũng không biết là vấn đề gì như thế. Rồi nếu mà chỉ khám phụ khoa thì chắc chắn chả ra bệnh thì ý được đâu. Vâng. Thế là có mấy bé, các con lớn chưa? Em có một bé nó 2014, đang cũng có ý định sinh bé thứ hai nhưng mà thả lâu nay vẫn chưa có. Rồi, bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với bạn nhé. Tôi chào bạn. Dạ, em chào bác sĩ. Thế chồng có phàn nàn gì không? Thì chồng vẫn cứ yêu nhiều nhưng em cảm giác như thể là kiểu chồng không thỏa mãn được ấy. Như bản thân mình là người vợ mà mỗi lần quan hệ kiểu mình bị khô ráp thì chồng cảm giác là chồng không muốn gần gũi vợ. Thế xong rồi khô rát xong rồi mình lại không thấy có hứng thú gì nữa. Thế là nó cứ như cái vòng luẩn quẩn thế. Thế xong mình cũng chẳng hợp tác với người ta, xong mình cứ nằm im à? Thì đúng ạ. Thì mình không có rát gì ạ. Xong rồi không có, nước cũng không có. Khổ thân. Mình cũng làm yên cho xong việc của vợ chồng thôi. Thực sự là nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của chồng đấy.
Rất may là chồng, phải nói là chồng rất yêu em, yêu lắm ý, thì chồng mới chịu đựng như vậy. Và cũng không biết là có thể kéo dài tình trạng này được nữa hay không, bởi vì năm nay mình mới có 32 tuổi. Kể cả mình có khả năng, có nhu cầu sinh con hay không có nhu cầu sinh con nữa, thì cái mà mong muốn, hay nói cách khác là cái chức năng về sinh đẻ nó chỉ có ở một thời gian ngắn thôi, nhưng mà cái chức năng tình dục nó sẽ kéo rất là dài. Ít nhất là cũng phải dài cả đến sau khi mình mãn kinh, nhiều người phụ nữ cũng vẫn còn ham muốn mà. Và khi người ta hạn chế về mặt thể chất, tức là người ta do cái nội tiết của người ta giảm và người ta khô rát gì đó, người ta còn phải tìm những cái khác hỗ trợ để cho vẫn thực hiện được cái việc quan hệ tình dục với chồng người ta mà. Đấy là những người lớn tuổi người ta còn như thế. Huống hồ bây giờ mình mới có 32 tuổi. Đáng lẽ bây giờ mình đang tuổi là ở đỉnh cao của việc hoạt động tình dục, kể cả hai bạn nhé. Có lẽ anh Văn anh nói rất là đúng, tức là em phải đi tìm nguyên nhân thật là rõ thì mới được. Và em ở Lạng Sơn đúng không? Em xuống Hà Nội đi nhé. Em xuống Hà Nội xong rồi là phải xuống bệnh viện phụ sản Trung ương hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội nhé, hoặc là bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Chị, hôm bữa thì bọn em cũng sinh bé từ năm 2014, thì kiểu như là cũng khá lâu nay, hai vợ chồng cũng không tính năm nay có bầu này, khá lâu nay thì cũng không có bầu được mà 6-7 tháng nay. Bọn em có xuống hiếm muộn Hà Nội khám. Thì nói chung từ bệnh viện đấy là chuyên về hiếm muộn mà, thì cũng hỏi qua bác sĩ thì bác sĩ cũng không nói gì về vấn đề này, cũng không sâu về vấn đề này. Em cũng biết không biết thăm khám vấn đề này ở đâu. Tức là khi em khám về hiếm muộn thì chủ yếu là người ta chỉ kiểm tra xem là cái buồng trứng của em như thế nào, tử cung của em ra làm sao. Chị cũng không biết là một cái rất là quan trọng đấy là xét nghiệm nội tiết tố sinh dục nữ thì không biết người ta có làm hay không nhá. Bây giờ em phải quay lại bệnh viện phụ sản đấy, và không phải tôi khám về hiếm muộn mà tôi khám về cái chuyện là cái ham muốn tình dục cũng như là cái dịch sinh dục của mình, xem nó có vấn đề gì không. Bởi vì nếu mà cổ tử cung luôn luôn ở trong cái tình trạng khô rát như vậy thì nó cũng là một cái phần ảnh hưởng tới cái việc di chuyển của tinh trùng khi mà mình thực hiện việc quan hệ tình dục ý. Và điều đó cũng có thể ảnh hưởng tới cái việc có thai tự nhiên của em nhé. Có lẽ phải làm sâu xem là nội tiết tố, quan trọng nhất là nội tiết tố của em có tốt hay không. Em có phải là người, nếu mà nội tiết tố mà nó giảm sút quá ấy, hoặc là nó bị yếu quá, thì người ta còn đánh giá xem cái hoạt động của buồng trứng của em nó có vấn đề gì không. Người ta phải tìm hiểu thêm xem một các cái tuyến khác, ví dụ như là cái tuyến Bắc Thôi Linh chẳng hạn. Nó là cái một cái tuyến cũng mà liên quan tới cái việc tiết ra chất nhầy, tiết ra các cái dịch sinh dục ấy. Thì người ta phải kiểm tra sâu xem là nó có vấn đề gì không. Thế một cái khác nữa, và người ta cũng phải kiểm tra hết cả những cái cơ quan sinh dục của em, xem là những cái niêm mạc của âm đạo, của tử cung, thậm chí là tử cung của em nó có vấn đề gì không, phần phụ nó có vấn đề gì không. Bởi vì rất nhiều những cái hoạt động của các cơ quan ấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà mình gọi là điện nước ấy. Mình gọi chung chung đó là điện là nước ấy. Đấy, thì mấu chốt của mình là ở đấy thì mới kiểm tra được, thì mới xem, mới giải quyết được cho em. Thì khi nó thiếu chỗ nào thì người ta sẽ hỗ trợ cho em để cho cái tuyến đấy nó hoạt động bình thường. Thì lúc đấy hy vọng em mới cải thiện. Chứ nếu như tình trạng này mà kéo dài ấy, thì nếu em cứ cố gắng em thực hiện việc quan hệ tình dục thì em rất dễ bị tổn thương cái cơ quan sinh dục của em. Nó khô như thế, nó rát như thế, nó làm em đau như thế, thì khi mình em vẫn cố gắng thực hiện việc quan hệ tình dục thì nó sẽ gây xây xát, rồi là mình lại sợ nữa, cái chất lượng quan hệ tình dục nó bị ảnh hưởng, thì cái đời sống của vợ chồng em nó, chị nghĩ là nó sẽ có vấn đề nhá. Chồng em chỉ chịu đựng em được đến thế này một vài năm thôi. Giả sử như mà mình có bệnh thật ý, người ta biết được là bệnh gì thì thôi, có những cái bệnh thì nó là tình là nghĩa, mà không điều trị được người ta vẫn có thể sống được với nhau. Nhưng mà mình phải đi kiểm tra đến tận cùng xem nó là cái gì để điều trị cho mình, chứ không cứ như thế này thì sẽ rất là ảnh hưởng tới em nhá. Rồi chịu khó đi khám, dành thời gian đi khám, tìm hiểu nguyên nhân cụ thể thì mới có hướng điều trị được nhé bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chương trình. Rồi chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải.
Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả nữ 70 tuổi gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng, vâng, xin chào anh Thành Văn ạ. Xin chào tất cả các anh các chị trong ban tư vấn tình yêu ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Không biết là chị băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi vậy ạ? Vâng ạ, tôi xin chia sẻ một phút trước đã ạ. Dạ vâng. Vâng, tôi rất là trân trọng cái chương trình này và tôi thấy cái chương trình này vô cùng ý nghĩa. Tối nào tôi cũng xem. Và đầu tiên thì tôi, lời đầu tiên tôi xin chúc các anh các chị trong ban cố vấn chương trình Cửa sổ tình yêu có một thật là nhiều sức khỏe này. Và gia đình thì hạnh phúc, thành đạt và an vui. Và mang nhiều những cái tình cảm cho chúng dân chúng tôi. Vì tôi nghe tôi thấy là giải thích có tình có lý vô cùng tận luôn. Và tôi quý, tôi trân trọng chương trình này lắm. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn những tình cảm của chị dành cho có hai vấn đề về tư vấn về về một cái vấn đề về sức khỏe của cháu ngoại và một vấn đề về gia đình. Vâng. Thì đầu tiên thì cái đứa cháu ngoại của tôi thì là nó rất là xinh gái và nó cân xứng lắm. Vâng. Nó học lớp 9 nhưng mà nó cao 1m56 mà nặng 53 cân cơ. Vâng. Thế nhưng mà phi của nó thì nó nhỏ quá so với sức khỏe mà mẹ cháu thì rất là vặm vỡ và nảy to. Vâng. Tôi thấy lo lắng quá. Đấy, cái vấn đề thứ hai là về tình cảm gia đình cũng muốn đinh đoàn tư vấn. Dạ vâng. Giúp cho, vâng, vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì tóm lại là chị có cháu ngoại lớp 9, tức là 15 tuổi đúng không ạ? Cháu và học lớp 9, người mới có 14 ạ. Vâng, 14 tuổi và thấy vòng 1 của cô bé này nhỏ đúng không? Bà thấy, bà ngoại thấy nhỏ và mặc dù là khi mà sinh mẹ nó ra thì bà thấy là phát triển rất là to mà đi rất là to mà mẹ đến bây giờ cháu ngoại thì bé quá chứ nè. Dạ vâng. Để chẩn đoán chính xác xem nó có hiện tượng gì không thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp chị nhé. Xin mời chị Hải ạ. Vâng ạ, xin chào chị ạ. Vâng, chào bác sĩ. Tôi thích bác sĩ quá, giọng trẻ trung mà giọng hay quá. Vâng ạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng. Bà ngoại rất là yêu cháu đúng không ạ? Vâng, bà chăm sóc cháu cho nó từ bé đến lớn ạ. Chị ơi chị, kinh nguyệt của con thì thế nào ạ? Con thì là lúc mà nó 12 tuổi là nó đã thấy rồi. Nhưng mà kinh nguyệt rất là đều. Vâng, thế thì tốt rồi ạ. Đấy là cái phần mà mình mong đợi nhất thôi ạ. Nếu mà kinh nguyệt của con tốt, con chiều cao cũng như là cân nặng của con cũng rất là cân đối, xinh xắn thì mình không có gì phải lo nữa ạ. Về sức khỏe sinh sản như thế là mình có thể yên tâm được ạ. Riêng vâng, mẹ nó hồi xưa thì nó to lắm chị ơi. Mỗi người thì có một cái cấu tạo cơ thể khác nhau ạ. Vâng. Con nó có thể nhỏ về vòng 1 nhưng mà những cái khác của nó hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là hoạt động của cơ quan sinh dục của con bình thường là mình đã thấy tốt lắm rồi chị ạ. Vâng, con nó nhỏ như thế là do cấu tạo của nó như thế. Nó bây giờ hiện tại mình rất là mong muốn nó to, mình muốn là vòng 1 của nó phải 94, 96 như là các cô hoa hậu ấy thì không có đâu chị ạ. Nhá. Vâng, nó tự nhiên thế nào thì mình cứ để như thế. Mình mà nó bé từ xong là dần dần nó lớn, liệu là nó có vẫn có được khi sinh con lấy chồng nó có sữa nó có được đảm bảo không nhỉ? Chắc chắn ạ, chị cứ yên tâm ạ. Vâng, rất nhiều người là vòng 1 không hề to gì nhưng mà sữa thì lại nhiều ơi là nhiều. Ngược lại có những người thì vòng 1 rất là to nhưng mà sữa thì lại rất là ít. Vì thế mình hoàn toàn có thể yên tâm nhá. Vâng. Chỉ có là bà nội mới lại bà ngoại mới lại mẹ thì to quá mà trên cháu thì nó bé tí, tôi cứ no quá cô ạ. Vâng. Chị cũng phải nói với mẹ cháu là quan tâm tới con trong việc ví dụ lựa chọn những cái áo ngực như thế nào cho nó phù hợp và nó giúp cho con nó phát triển cũng như là có thể luyện tập một số các cái bộ môn thể thao để cho nó phát triển cơ ngực. Còn không có cái thuốc nào hay là có cái cách nào mà để làm cho vòng 1 của nó có thể to được tự nhiên đâu ạ. Bà ngoại hoàn toàn có thể yên tâm, con như thế là bình thường rồi ạ. Đấy, ôi may quá, đúng là phải nói là cái chương trình này mang đến nhiều hạnh phúc cho đến nhiều người. Tôi thấy hay hay quá trời luôn mà. Dạ. Ngày nào tôi cũng nghe mà tôi cứ như là một cái bữa ăn tối. Dạ không, không nghe không ngủ được ấy. Rồi, thế là ông hay nhà quá. Mình có cùng nghe với chị không? Không, ông ấy không nghe đâu, đây có mỗi một mình ở nhà thì ông ấy ngủ rồi. Tôi muốn tư vấn với bác sĩ Đinh Đoàn là vì tôi cũng trân trọng lắm. Dạ vâng. Tôi thấy anh là một người quá tài rồi, tôi cũng nói chuyện với mọi người là nay mai thế hệ mai sau không biết có ai mà thay thế được anh không ấy. Rồi, mai mốt là sẽ có người thay thế chị ạ. Không có cái gì bền vững mãi mãi mà chị. Thế thì chị muốn gặp anh Đinh Đoàn để chia sẻ điều gì?
Tôi về gia đình là vì là gia đình nhà tôi cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà 2 năm về đây ông ấy trái tính trái nết, ông hay mắng tôi quá cái chi nhỉ. Nhiều khi cực thân lắm, về cứ kể chuyện con dâu là lại khóc. Rồi thế là ông ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi thì 70 mà anh ông thì 79. À ông ấy 79 rồi. Thế đấy. Cách hay nhau cũng xa mà hay nhỉ? Chấp nhận mà hay cứ đổ tội lỗi cho vợ mà chả phải làm gì, mình thì làm bao nhiêu việc. Rồi, thế sức khỏe của ông ấy có tốt không? Sức khỏe của ông thì cũng tốt, vẫn tốt. Ông nhiều bệnh tật như áp huyết cao rồi thì nó cũng đặt stent vào ngực mấy cái. Ông đi bộ đội 10 năm mà. À, tức là nhưng cũng mà đã cuộc sống thì hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà đến 2 năm nay là nó cũng chả phải trái tính trái nết, nó cứ lừa gỡ tính lừa nết thế nào mà là cứ chấp đặt vợ mà cứ để ý từng ly từng tí, chả phải làm gì, mình thì cứ làm hết. Rồi, thế là hai ông bà là đang ở với nhau hay là vợ ở với con cháu? Ở với các cháu thì các cháu đang đi làm, thì tôi thì cứ đi cơm nước tinh quân mọi việc, sau đó thì đi đón cơm nước xong đi đón cháu về cho cháu ăn, cho cháu đi ngủ xong lại cho cháu đi học. Chiều đến thì lại cứ cơm nước cho cả nhà. Thế là trộm vía hai ông bà vẫn còn sức khỏe, như thế là tốt lắm rồi. Nhưng mà cái điều đó là mâu thuẫn, đúng không ạ? Mâu thuẫn của anh và chị. Mâu thuẫn vật cứ chấp vật thôi. Bà thì 70 mà ông ấy thì 79 rồi. Suốt ngày ở nhà xong cứ để ý đến vợ, là cứ nói vợ nói rồi để ý rồi xúc phạm đến. Rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tiếp tục chia sẻ với chị nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn. Vâng, rồi xin chào chị. Vâng, chào anh ạ. Không ngờ là giọng một người 70 tuổi mà cứ sang sảng vang vang, lạnh lót. Nhiều người 70 tuổi là bắt đầu làm mắt kém, chân mờ, rồi nghênh ngãng. Đúng là trời cho chị cái sức khỏe rất là tốt. Vì tôi vẫn tham gia công tác xã hội ạ. Ôi tốt quá. Vâng, rồi này phó chủ nhiệm câu lạc bộ là dân vũ nữa mà. Rồi lại còn dân vũ nữa, chắc bà người đẹp lắm. Hoạt động thì ai cũng bảo cứ trẻ trung ạ. Vâng. Năng động mà cũng năng động lắm, nhưng mà cứ 2 năm nay thì khổ quá anh ạ. Thôi. Bây giờ tôi nói thật thế này này, anh ấy 79 mà các cụ thì vẫn hay nói có một câu là trẻ nết na già trái nết. Đến cái tuổi này rồi ai cũng dở hơi, con cháu nó cũng khó chịu, người bạn đời thì đổ đi không được, xúc vào không xong. Cho nên cái chuyện này thì mình phải chấp nhận thôi, chẳng có cái thuốc nào chữa được, chỉ có ông trời mới chữa thôi. Những nhục mà chả thấy hàng xóm không ai biết, là cãi nhau đâu, đi về thì cứ nói với con chuyện con dâu xong lại ấm ức khóc. Vâng, thôi thế này không có gì phải khóc cả, chị hãy vui lên. Bởi vì thế này này, nhiều người bằng tuổi chị, thứ nhất là đang quá bụa, hai là đang chăm một ông chồng bị tai biến, suốt ngày là lật mông ông ấy lên thay bỉm rồi tưới chỗ nọ rửa chỗ kia, đổ từng thìa cháo với lại từng giọt sữa vào trong tận cổ họng của ông, xong rồi tát vào mặt mà ông còn không nuốt cho. Còn ông nhà mình khỏe còn chửi được mình, thế là hạnh phúc. Việc đầu tiên là sức còn sức giữ khỏe, đúng không? Thế còn cái may là chị còn tham gia các hoạt động xã hội để nó cũng gọi là loãng bớt ra. Quên bớt đi. Chứ chị mà suốt ngày lần quẩn ở nhà ở với anh ấy rồi mình cũng không kiềm chế được, rồi cũng lại bên này một câu bên kia một câu, là đã có trường hợp hai ông bà già là ông một điêu bà một điêu đấy ạ, không ở được với nhau đâu ạ. Cho nên là việc đầu tiên là duy trì sức khỏe, tích cực hoạt động xã hội, hạn chế ở nhà, ít gặp ông càng tốt. Ông mà nói nhiều tôi bỏ tôi đi đấy. Thậm chí có lúc mình cũng phải dọa, nên lúc này không khóc làm gì cả. Con dâu đấy này cười, mẹ ơi kiếp sau mà mẹ buồn cười thế. Đấy, cứ này tôi nói thật cho ông nhé. Cứ chấp nhận xong là cứ đun, thí dụ đun cái gì nhiều khi chỉ cần một lần quên mà nó hơi cháy một cái là bắt đầu về nói. Vâng tôi biết rồi, đã không ưa thì dưa coi rồi. Nhiều thứ chê lắm. Có phải làm gì đâu mà cứ về. Cho nên là cứ nhiều khi là cũng nghe Đinh Đoàn anh giải thích, tôi cũng nhẫn nhịn nhiều mà. Cũng nhẫn nhịn nhiều năm, cho nên là gia đình tôi một gia đình hạnh phúc, hầu như ai cũng bảo thế đấy. Vâng. Nhưng mà 2 năm nay thì tôi cứ phải nhẫn nhịn là vì là vâng. Để ra ngoài người ta tôi chẳng hổ ai, cho nên là cứ nhiều khi là nghe tư vấn của anh mà tôi cũng cứ nhẫn nhịn đấy. Một mặt là nhẫn nhịn, một mặt là mình giải tỏa bằng việc hoạt động ở bên ngoài, một mặt là đôi lúc mình cũng cứ phải cho anh ấy biết này, ông cứ lắm mồm, ông cứ lắm điều như thế, tôi để cho ông nhịn đấy, tối nay tự dậy mà nấu cơm mà ăn, tôi không hầu ông được nữa đâu, cứ trêu thế. Thế rồi ông mà không tử tế, mai kia sống ở một mình đấy, tôi sẽ đi với con gái, tôi sẽ đi với con dâu, tôi mới đi với con trai, cũng phải thế thôi. Tức là nói để cho mình nó xả ra, chứ chẳng phải là mục đích là nói để ông ấy rút kinh nghiệm đâu. Tuổi này rồi trời cho sống được thế là tốt rồi, còn thì bảo rằng là lại hiền lành tử tế từ bi là mẫu mực rồi
thảo hiền thì khó lắm đấy, thì người ta gọi là trái tính trái nết mà của người già. Thôi rất là mừng là anh chị đều rất là thọ và toàn bị nói oan thôi. Rất là hai mừng năm nay rồi cũng khổ khổ lắm, mà cứ đi ra ngoài thì rất là vui vẻ, nhưng về nhà cứ gặp ông gái nào bắt đầu là cũng chán lắm. Anh Đinh Tròn đã phân tích cho chị rất là rõ rồi. Vâng, ở cái lứa tuổi này thì đúng là giờ trái tính trái nết, nhiều khi con cháu không chịu được cơ. Đâm ra là bà mà còn không chịu được thì chắc chắn các anh các chị là sẽ không bao giờ có thể chấp nhận được tính cách như thế. Đâm ra anh Đinh Đoàn cũng chia sẻ với chị rồi. Một là ít ở nhà, tham gia hoạt động xã hội nhiều hơn, bởi vì mình biết ông ấy có đủ sức khỏe tự ở nhà được rồi. Hai nữa là nếu thế thì phải dọa ông ấy thôi. Không không sống được với tôi thì mời ông kiếm bà khác về chăm sóc phục vụ ông. rất là cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị và rất là cảm ơn những tình cảm của chị dành cho chương trình chúng tôi. Xin chào chị. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Cao Bằng ạ. Có tôi đây ạ. Vâng, chào anh ạ. Vâng. Vâng, anh hỏi vấn đề gì khi gọi cho chúng tôi vậy ạ? À, tôi thì tôi cưới vợ năm 1980, thế thì đến năm 1991 tôi đã có hàng 5 đứa con rồi. Vâng. Đến năm 1998 ấy, tôi phát hiện nhà vợ tôi lại đi ngoại tình. Vâng. Thế thì bây giờ ấy, thì tôi nhìn thấy vợ là tôi tức cấm rồi. Vâng. Không muốn lấy vợ này nữa. Tôi thấy tức lắm, và có khi tôi tức giận lên tôi thì uống một trận rượu rồi vợ lại chạy le kèn rồi. Vâng. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tôi năm nay 69 tuổi rồi. Vâng. Thế là đánh vợ, đuổi vợ đi khi phát hiện ra vợ ngoại tình là cách đây khoảng 25 năm rồi. Ờ, nó đi lâu rồi, nhưng mà từ đấy về tôi cũng chả muốn nhìn thấy vợ, nhìn thấy ghét luôn đấy. Rồi ạ. Thế vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Vợ tôi năm nay cũng 64 rồi. À. Thế mà bây giờ thì vẫn hai ông bà ở riêng à? Tôi ở với thằng thứ hai, nó ở với thằng cả. Thế à? Vâng. Thế Tết nhất thế này thì có về chung một nhà không? Thỉnh thoảng tôi có lên chứ, tôi lên chỗ nhà con tôi ở, nhưng mà tôi tức giận lên rồi tôi uống một trận rượu rồi nó chạy à. Rồi. Thế bây giờ ông muốn gọi đến Cửa sổ tình yêu, ông muốn chia sẻ điều gì? Chia sẻ tôi còn lấy nữa hay không? Hả? Tôi còn lấy vợ nữa hay không? Ông đã bỏ bà ấy chưa? Chưa bỏ đâu, nhưng mà bây giờ nhìn thấy là tôi ghét lắm rồi. Không ghét, bây giờ nhìn thấy là vẫn ghét rồi đúng không? Thế sao không bỏ đi? Tính của nó như thế. Thì nếu mà ghét rồi thì bỏ đi thì mới lấy được vợ khác chứ. Ôi, mình già rồi chả lấy ai nữa. Thì có nhiều người động viên tôi là thôi chuyện đã qua rồi cho qua đi. Nhưng mà tôi ghét lắm mà, nhìn thấy người thì tôi ghét lắm mà. Rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Xin mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, xin chào anh. Vâng, chào chương trình ạ. Vâng. Thứ nhất thì tôi nghĩ thế này. Giá như cái lúc cách đây 25 năm, anh phát hiện ra vợ mình không còn chung thủy và mình thì không thể chấp nhận được mà mình ly hôn lúc đấy, thì có khi bây giờ anh cũng có một cuộc hôn nhân mới, có thể không ôm hận thù cho đến bây giờ. Chị cũng có thể có cơ hội đi lấy một ai đó nữa, không còn phải mặc cảm với cái chuyện là cứ nhìn thấy anh là sợ, bởi vì anh uống rượu và anh đánh, đúng không? 25 năm qua anh sống trong ngục tù do anh tự tạo ra. Anh ôm ấp cái hận thù ấy, anh căm thù đấy. Đáng lẽ đấy người ta khuyên anh thôi, chuyện gì đã xảy ra thì xảy ra rồi, nó cũng 1/4 thế kỷ rồi, cũng ở với nhau có 5 đứa con rồi, bây giờ lên ông lên bà rồi, sung sướng gì khi ông một nơi bà một nẻo, trời cho khỏe lúc nào biết lúc ấy chứ, năm nay cũng ngót 70 rồi, một mai thì bây giờ anh bảo là cứ nhìn thấy mặt bà thì ghét. Thế nhưng mà rồi mấy bữa nữa ấy, thì chẳng may trời bắt tội ốm đau nằm liệt giường liệt chiếu, các con nó còn bận rộn việc của nó, các cháu nó còn học hành, rồi không biết rằng anh có cần chị hỗ trợ gì không, cần giúp gì không.
Tôi nghĩ có bao giờ chị xin anh tha thứ bỏ qua để rồi về nối lại không? Chị chủ động ấy. Nó không xin lỗi, nó bảo là nó có quyền nó yêu đi. Bây giờ nó khăng lên chứ. Anh, chị bảo làm sao? Bây giờ nó, tôi nhìn thấy nó là tôi ghét lắm mà. À, vâng. Thôi thế thì anh cứ tiếp tục ghét. Nhìn thấy mặt nó lần nào nữa. Đối với anh thì có mấy việc. Việc thứ nhất thì anh lựa chọn đó là tiếp tục ôm cái ghét đấy cho đến lúc mà anh không còn biết gì nữa. Và cả cuộc đời ngậm thuốc độc và tự chết. Đấy là cái thứ nhất. Việc thứ hai là mình nghĩ rằng đời ngắn lắm, còn chẳng được bao nhiêu nữa. Thôi thì tha thứ cho nhau. Có thể là về chung một nhà, ghét không ngủ chung cũng được. Thế rồi cơm ai người ăn, việc ai người làm, tiền có các con bên lớn con bé nó cho, nó hỗ trợ để trồng thêm cái vườn cái tược này, nhặt nhạnh với nhau sống những năm tháng cuối cùng này, có ông có bà. Còn nếu như anh thật sự muốn rằng là thay đổi cái cuộc hôn nhân này khi anh mới có 69 thì tôi nghĩ rằng anh hoàn toàn có quyền là viết đơn ly hôn. Chị không viết thì anh viết cũng được. Về luật thì không cấm rằng là đến tuổi nào là không được ly hôn nữa. Có những người bảy mấy rồi ly hôn xong được một tuần sau thì ra đi thì cũng được, để được giải phóng cho nhau. Chứ tôi nghĩ rằng anh hiện nay cứ như thế này khổ quá. 25 năm rồi mà một mối hận xưa không gọi là không cởi bỏ đi được. Ra như anh mà ở dưới xuôi này thì tôi cũng có thể khuyên anh đi tham gia những cái câu lạc bộ về dưỡng sinh, hay là đi học những cái lớp học mà về thiền ấy, người ta dạy cách buông bỏ trong cuộc sống ấy. Cái khốn khổ nhất đó là cứ phải ôm một thứ mà mình thấy nó không có ích lợi gì nhưng mà vứt đi không được, thì muốn là vứt được thì nó phải có kỹ thuật, thì đó chính là những cái lớp học mà về thiền định, để học cách là buông bỏ những cái gì nó không có giá trị, những cái gì càng ôm chỉ khổ mình thôi. Anh đang giống như người mà chót bỏ vào miệng một viên thuốc độc mà bảo lè ra để cho nó đỡ độc thì không chịu lè, nhưng mà nhai thì không nhai được, nuốt thì không nuốt được, nó cứ ngấm dần dần và ngấm từ từ cái thuốc ở miệng của anh. Và người anh thì anh là người khổ nhất. Chị là người phụ nữ, chị đang sống với các con, chị vui vẻ với các con, chưa chắc chị đã căm thù hay chị hận thù gì hay là chị khổ sở như anh đâu nhá. Cho nên là ba phương hướng: một, cứ ôm ấp cái hận thù này tiếp cho đến cuối đời; hai, nối lại. Nhưng mà mình ghét rằng là vợ mình lại sử dụng chung với người khác nữa, mình bực lắm. Vâng. Đấy thì tôi đã chỉ ra anh ba con đường, còn lựa chọn con đường nào thì đấy là quyền của anh nhá. Dạ vâng. Và tôi thì cho rằng là anh năm nay cũng là 69-70 tuổi rồi. Và nghe cái giọng anh thì tôi thấy rằng anh là cái người hơi bị nghiện rượu đấy nhá. Nếu mà bỏ được thì tốt nhá anh nhá. Bởi vì tuổi mình cũng cao rồi, giữ gìn sức khỏe là chính. Xin chào anh, cảm ơn chuyên gia tâm lập Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Lâm Đồng. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Lâm Đồng ạ. Dạ, em chào anh Đoàn. Rồi, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Em bị cảm nó yếu lý anh. Cái gì cơ bản phải trình bày rõ ràng thì chúng tôi mới hiểu bạn đang hỏi gì chứ. Dạ, cả một năm nay chuyện vợ chồng em không ấy được rồi anh ạ. Thế à? Muốn hỏi anh cách nào anh? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 47. 47, tức là một năm nay là nó liệt hẳn, là nó không lên một chút nào à? Dạ, hay nó không lên được anh. Thế à? Bạn có bệnh tật gì không? Dạ, em bị tai biến nhẹ anh. Bị gì? Tai biến nhẹ. À, bị tai biến. Dạ. Rồi, tức là đột quỵ à? Đã một lần đột quỵ à? 40 mấy tuổi nhỉ? Dạ, 47. 47 tuổi mà đã bị tai biến rồi. Dạ. Thế tại sao lại bị tai biến thế? Cách đây lâu chưa? Dạ, bị thì 2 năm rồi anh. Bị 2 năm rồi á? Dạ. Thế bây giờ hình như bạn khó khăn trong việc giao tiếp ngôn ngữ hay sao nhỉ? Có bị tai biến thì một nửa người có bị làm sao không? Dạ, vẫn đi lại bình thường nhưng mà yếu anh ạ. À, có đi lại được bình thường nhưng hơi yếu đúng không? Dạ, và bây giờ thì bạn có phải uống thuốc gì không đấy? Dạ, có anh ạ. Uống hàng ngày à?
Dạ uống thuốc nam anh. À uống thuốc nam, thì không uống thuốc tây à? Dạ có, tôi mà uống không khỏi. Rồi. Rất là chia sẻ với bạn và có vẻ như là bạn cũng rất là khó khăn trong việc giao tiếp không ngôn ngữ chứ cũng không phải riêng gì với chuyện quan hệ vợ chồng đúng không? Thế là được mấy em bé rồi? Các con lớn chưa? Dạ lớn này. Ừ, lớn rồi đúng không? Và bây giờ bạn muốn cải thiện đúng không? Những cái điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là phải cải thiện sức khỏe tổng thể đã nhá. Bây giờ thì bác sĩ Hoàng Thị Hải sẽ tâm sự với bạn. Mời chị Hải ạ. Chị chào em. Dạ, anh chào chị ạ. Hiện nay thì em có làm được việc gì không hay là ở nhà? Dạ, em ở nhà ấy, chị ạ. Em có đi lại được không hay là có làm được việc nhà nhẹ nhàng không hay là phải có người phục vụ em? Dạ, em đi lại làm việc nhẹ được chị ơi. Thế sau cái lần mà bị tai biến đấy thì em có đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên hay là có đi có uống thuốc định kỳ hay là như thế nào không em? Dạ có, chỉ uống thuốc nam. Chỉ uống thuốc nam thôi à, không phải uống thuốc tây à? Tây mà không khỏi chị ạ. Không khỏi cái gì cơ? Không khỏi bệnh, cái đó nó khỏe. Tức là bây giờ em đang uống thuốc nam chỉ để mong muốn là cho thực hiện được việc quan hệ tình dục thôi chứ gì? Chắc là nó cũng ảnh hưởng đến cả không chỉ vận động đâu mà nó cũng còn ảnh hưởng tới cả ngôn ngữ rồi là những cái cách phát âm khác của em ý. Chị nghe có vẻ như là cả thính lực của nó cũng có vẻ ảnh hưởng. Bây giờ như thế này nhá, việc quan trọng nhất phải là sức khỏe của mình đã. Mình phải tập phục hồi chức năng để cho nó tốt dần lên này. Thế rồi tất cả những cái mà em bị hạn chế nay nó phải được cải thiện dần lên, đảm bảo nhất để cho cái cuộc sống của em nó đã tốt lên cái đã. Thế còn cái việc của em như thế kia ấy thì chị không rõ là có thể là do cái lần mình bị tai biến đấy nó cũng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục. Cũng có thể là cái bệnh yếu sinh lý hiện nay ý, hay nghe em mô tả như là liệt dương ý, thì nó lại có thể là một cái bệnh mới không liên quan gì tới cái lần đột quỵ kia. Vì thế em ở Lâm Đồng có lẽ là em phải đi xuống thành phố Hồ Chí Minh nhá. Xong rồi là em khám luôn, khám kiểm tra lại sức khỏe của mình, xem những cái bệnh nền của mình mà nó gây ra tai biến cho mình, nó hiện nay nó ở mức độ như thế nào, thực trạng nó ra làm sao, có cần phải điều trị gì tiếp không, hoặc là điều trị duy trì hàng tháng không. Nếu được thì phục hồi chức năng, kiểm tra luôn cả phần phục hồi chức năng để cho cải thiện những cái phần mà hiện nay mình đang yếu. Em có thể khám chuyên khoa nam học. Vì chỉ có khám chuyên khoa nam học thì người ta mới biết được là nguyên nhân mà cái cơ quan sinh dục của em nó hoạt động không như mong muốn là nó do nguyên nhân gì, nó ở mức độ như thế nào, và từ đấy người ta mới có thể xử trí được cho em. Chứ còn bây giờ nếu mà nó đang hoàn toàn không hoạt động gì, hay mình dùng cái từ gọi là liệt dương, mà hỏi cách chị là làm thế nào để cho nó hoạt động mạnh mẽ trở lại trên một cái nền, một cái người như em thì rất là khó. Mình phải đi khám hẳn ở chuyên khoa nam học thì mới có thể biết được nguyên nhân và từ đấy mới có thể điều trị được cho em nhé. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thí Hải rồi chứ? Bây giờ phải điều trị cái bệnh nền của mình trước đi đã nhá. Thì còn cái khi mà sức khỏe đã khá lên thì sau đấy thì tôi hy vọng là cái chuyện quan hệ tình dục của bạn sẽ được diễn ra tốt đẹp. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thí Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Vâng, em chào anh Thành Văn. Dạ, chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Em 54 rồi, nhưng mà em muốn hỏi cho thằng cháu nhà em nó, năm nay nó 28. Bố 54, con 28. Nó bị thoát vị bẹn. Rồi. Nhưng mà không biết nó mổ thì nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh sản không anh? Rồi, thế làm sao bố biết cậu chàng 28 tuổi thoát vị bẹn? Cháu nó bị đi khám từ năm ngoái rồi, nhưng mà nó mổ rồi, nhưng mà từ năm ngoái giờ chưa thấy nó có cháu, nó có vợ rồi. Có vợ rồi, con trai xây dựng gia đình rồi đúng không? Chúng nó lấy nhau được mấy năm rồi? Nó cũng được hơn năm rồi. Thế là nó mổ xong mới lấy vợ hay lấy vợ xong mới mổ?
lấy vợ xong mới mổ. À, chắc là vợ bắt đi mổ à? Nó bị thoát vị bẹn ấy mà. Chắc là nó thoát từ lâu rồi, mà đến lúc lấy vợ xong mới mổ thì là... Vâng. Rồi, thế mà, là bây giờ là... Thế hai cha con có chia sẻ với nhau là cái chỗ ý là còn thoát vị nữa không? Không, nó khỏi rồi, nó khỏi hẳn rồi. Nhưng mà em muốn hỏi là nếu mà nó không có ảnh hưởng gì đến... mổ nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề sinh sản không ạ? Trước khi hỏi là có ảnh hưởng gì sức khỏe sinh sản không thì phải hỏi ngay con là chúng mày có kế hoạch gì không chứ, đúng không? Biết đâu các con anh nó đang có kế hoạch 5 năm nữa, 7 năm nữa mới sinh bé thì sao? Nhà. Ừ, em dặn nó rồi, không phải kế hoạch gì cả. À thế à, chắc là bố đầy đủ tiềm lực để nuôi cả cháu lẫn bố, con mẹ con nhà, rồi đúng không? Cháu nội, mong cháu nội rồi à? Đã chưa. Chưa, thế thì cứ dục nó làm gì? Thì em, nó chưa thì em mới dục nó, chứ còn nó rồi, có rồi. Tức là tôi mong... ý tôi muốn nói là mong có cháu nội rồi à. Dạ dạ vâng, em mong lắm. Thế à, mong lắm rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Con sớm nhỉ? Dạ. Năm nay con cũng đã 28 tuổi rồi. Dạ. Nó bị thoát vị bẹn mà mới xử lý có khoảng 1-2 năm nay thôi ấy. Thì cũng là may mắn đấy, ơn giời đấy. Chứ cái chỗ thoát vị, cái quai ruột mà nó chui qua cái lỗ thoát vị mà nó xuống bìu ấy, mà lỡ nó xoắn chẳng hạn hay là nó hoại tử thì vô cùng là phiền. Vì thế những cái trường hợp mà xác định là thoát vị bẹn thì thường người ta phải xử lý rất là sớm. Xử lý ngay từ khi phát hiện là người ta đã phải có kế hoạch để người ta xử lý rồi. Chứ còn nếu không để mà nó có các cái biến chứng thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, trường hợp của con nhà mình thế cũng đã là tốt rồi. Nhá. Thứ hai là cái thoát vị đấy thì nó không phải là liên quan gì tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục cả. Thoát vị bẹn có nghĩa là cái quai ruột nó qua cái lỗ thoát vị và nó xuống dưới bìu thôi. Thế thì người ta đưa ruột nó trở về đúng vị trí của nó và khâu cái lỗ thoát vị lại thì nó sẽ không xuống nữa nhá. Thế còn cái việc mà con mình ý có lấy vợ rồi và nếu như hơn một năm nay cháu không áp biện pháp tránh thai nào và cháu có cái đời sống tình dục bình thường mà chưa có em bé thì chúng tôi khuyên là nên đi khám sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Bạn có nói là bạn ở Nam Định đúng không? Bạn ở Nam Định à? Bạn ở Nam Định thì cái bạn đến có thể đến bệnh viện gọi là bệnh viện tỉnh đấy. Ở đấy cái khoa hoặc là bệnh viện nào mà nó chuyên về sản phụ khoa ấy thì cả hai vợ chồng cùng đi khám nhé. Vâng. Và để xem là kiểm tra xem cái cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng nó như thế nào. Vợ thì cũng phải kiểm tra xem là buồng trứng như thế nào, nội tiết tố sinh dục như thế nào. Ông ở Hà Nội thì ở Hà Nội thì có bệnh viện nào nó uy tín nhất hả chị? Ôi, Hà Nội thì rất là nhiều bệnh viện. Vâng. Hà Nội thì có thể lên bệnh viện phụ sản Hà Nội, bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện 108, bệnh viện Bưu điện nhá. Ở những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện công, người ta có những cái khoa hỗ trợ sinh sản rất là tốt. Nhưng mà như tôi vẫn phải lưu ý là như anh Văn anh hỏi lúc đầu ấy ạ. Nếu như các cháu mà nó có kế hoạch nó áp dụng một biện pháp tránh thai nào đấy thì mới có khoảng dưới 6 tháng trở lại thì mình không cần phải đi khám. Còn nếu như ngoài 6 tháng mà nó để tự nhiên mà chưa có em bé thì lúc đấy chúng ta mới cần phải đi khám nhé. Dạ dạ vâng. Nói chung là mong thì mong nhưng mà cũng đừng áp lực với con quá, chứ không thì bố cứ áp lực quá, bố suốt ngày bố hỏi rồi là cái tại sao mới tại sao thì có khi nó lại khó hơn ấy nhé. Vâng, em cảm ơn chương trình. Em rồi, cảm ơn. Anh đã nghe rõ gì chứ? Xin chào anh nha. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Dương. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bình Dương. Dạ dạ, em chào anh ạ. Chào, dạ vâng, chào bạn. Dạ. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ anh, em có câu hỏi là gia đình vợ chồng em là kết hôn 8 năm nay rồi anh. Rồi. Thì, dạ tụi em cũng có một đứa con gái 6 tuổi rồi. Rồi. Thì em năm nay cũng 30, vợ em cũng 30 anh. Rồi. Thì, em công việc của em là ra ngoài ngoại giao tiếp khách này kia thì thời gian vừa rồi thì cũng là cũng con bé đấy nó thích em rồi em cũng có qua lại á. Thì vợ cũng phát hiện ra biết. Thì thời gian đấy thì sau một thời gian 2 tháng thì em cũng đã ngắt liên lạc để quay về gia đình.
Nhưng mà em thấy vợ em nhất quyết đòi ly hôn, em cũng muốn chương trình tư vấn cho em để làm sao để chuẩn bị hạnh phúc gia đình. Rồi, thế là chia tay với cái cô bồ ấy là bao nhiêu tháng nay rồi? Cũng được từ tháng 12, cũng được là hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi ạ. Khoảng 4 tháng rồi đúng không? Thế mà vợ cứ thỉnh thoảng lại nhắc là ly hôn đi đúng không? Dạ, kiểu như là như này anh ạ, ví dụ như bình thường thì cũng vợ em cũng không sao, nhưng mà cứ nhiều khi cứ gặp bạn bè hay là cái gì giống kiểu như là người ta khuyên hay gì á, là về nhà cứ nhắc cái vợ ly hôn rồi. Sau cái vụ mà vợ phát hiện ra rồi là chia tay bồ ấy thì là có thề thốt hứa hẹn gì không với vợ? Dạ có, em cũng bảo vợ thì cái đấy là của anh sai, đàn ông ra đường mà. Thì cũng em nhận trách nhiệm rồi, cũng bảo vợ là sẽ không có làm như vậy nữa. Rồi, thế là vợ phát biểu gì không? Vợ bảo ok à? Vợ em thì cũng không nói gì, nhưng mà vợ em bảo là cái đấy phải để thời gian chứng minh. Rồi, cô ấy cũng mong muốn là thời gian thì sẽ chứng minh xem cái sự trung thủy của bạn ở đến đâu đúng không? Chứ không lại cái lại ngựa quen đường cũ thì sao đúng không? Vâng, thì vợ em là... Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Dạ, em chào anh ạ. Mình làm gì em? Em làm kinh doanh điện máy rồi thẻ tín dụng này kia anh. Em làm bên lĩnh vực kinh doanh. Dạ. Tức là mình là ông chủ nhỏ hả? Dạ, cũng có thể gọi như vậy nhỉ. Kinh doanh tại kiểu mình thuê cửa hàng, thuê kiosk hay mình làm tại nhà? Dạ, em thuê cửa hàng anh. Thế hả? Vợ thì làm gì? Vợ em làm công ty anh ạ. Vợ em làm công ty lâu năm rồi đấy. Làm công ty hả? Dạ. Ồ, thế xong rồi có một đứa bé thì mình hiện nay có ở với ông nội bà ngoại gì không? Đợt vừa rồi thì kiểu như bọn em bận quá thì hai vợ chồng cứ đi làm về khuya quá nên là gửi bé về ngoại cho bà ngoại chăm anh ạ. Đưa về bà ngoại rồi, bà ngoại có gần đấy không? Bà ngoại ở trên Đắk Lắk cơ, còn tụi em với Bình Dương. Trời ơi, thế nhà nội thì ở đâu? Nội ở ngoài Bắc à? Dạ, nội thì ở ngoài Bắc nhưng mà như nhà em thì vào trong này hết rồi. Ông ở dạ. Tưởng là nội thì ở ngoài Bắc, xong ngoại thì ở trên Đắk Lắk, vợ chồng thì gặp nhau ở Bình Dương. Ôi cũng gian trơn. Thật ra thế này này, em mới 30 tuổi, vợ 30 tuổi mà lấy nhau từ năm... 24 rồi đấy nhỉ? 24, lấy nhau lúc là rất là trẻ, đúng không? Thời gian đầu rất là yêu thương, chắc chắn là rất là tin tưởng. Nhưng mà ở đời người ta nói rằng là một lần bất tín thì vạn sự nó sẽ khó tin. Từ trước giờ người ta càng kỳ vọng, người ta tin tưởng, người ta nghĩ rằng là yêu nhau từ lúc 20 mấy tuổi đầu rồi, lấy nhau rồi, lập nghiệp. Mình không đến nỗi nào, cũng làm ăn, cũng thông minh, cũng tháo vát, cũng kiếm được tiền. Nhưng mà rồi đấy, chỉ một lần sơ xuất ra là có bồ có bịch ấy rồi mà vợ biết được thì chắc chắn... Em đừng có bao giờ hy vọng rằng là người ta nguôi ngoai ngay lập tức. Có những người cái nỗi đau mà bị cắm sừng, cái nỗi đau mà bị phản bội là thề muôn đời muôn kiếp không tan. Người ta có thể không nói đến nhưng mà nhớ trọn đời. Thế cho nên là mình đừng mới vừa mới 2-3 tháng. Thì mình đừng có hy vọng là cô phải vui vẻ ngay, cô tha thứ, cô bỏ qua mọi sự. Nhưng cô đã không làm ầm lên, cô không viết đơn ly hôn ngay cái lúc cô ấy đang điên tiết đấy. Đã là tốt lắm rồi, nhá. Thường thường là cái gì mà nó cháy thì phải cháy luôn, chứ còn đã cứu được đến bây giờ thì yên tâm là bây giờ chỉ phục hồi thôi. Giống như là mình đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi, bây giờ đang là sang cái phòng gọi là điều trị tích cực thôi, để mà mình ổn định sức khỏe rồi ra viện đấy. Giá như mà cô chỉ bắt được em là đi nhà nghỉ với một bạn gái nào đó thì nó sẽ không đau bằng đây là em có mối quan hệ tình cảm đúng không? Dạ đúng rồi, mà vợ cũng nói như vậy. Mà phát hiện ra lại còn không chạy về phía vợ ngay mà còn câu kéo thêm một thời gian rồi mới lại chạy về đúng không? Dạ đúng rồi. Càng làm cho cô ấy đau, vết thương càng bị rộng ra. Chứ tất nhiên là không phải là khuyến khích, nhưng mà cái đoạn mà cô nghĩ rằng mình đang bị đặt lên bàn cân giữa cô ấy với mấy cái cô bạn gái kia, thế rồi cuối cùng rồi em mới lựa chọn
Dạ. Ừ, thế cho nên là cái sự hàn gắn nó sẽ khó hơn, nhưng mà tin rằng sẽ làm được. Dạ. Bây giờ đang là giai đoạn điều trị tích cực thì phải tích cực thôi, dành thời gian cho vợ con nhiều hơn. Cần thiết nếu mình ăn lên làm ra được ấy, dạ, thì nhắc với vợ rằng là anh bây giờ kinh doanh cũng đỡ rồi, tiền bạc cũng không phải là vấn đề quá nặng ấy, em đừng có tham nữa, đi làm công ty thì đừng có làm thêm giờ. Nhiều bạn gái là người ta quy định làm 8 tiếng nhưng mà cứ xin làm thành 10, 12 tiếng. Rồi tôi về đến nhà mệt bở hơi tai, không còn thời gian dành cho bản thân, không thời gian dành cho con cái thì cũng không tốt. Thì mình động viên đầu tiên là phải thể hiện rằng là nhắc nhở em đừng tham nữa. Thế rồi có anh đây rồi, tiền nong là được, mọi khi đưa 10 triệu bây giờ đưa khá lên, anh lấy cái tiền này em lo đi, rồi em cứ đi làm để gọi cho nó có cái chỗ, anh đảm bảo nữa sau này mà công ty hay là cái chỗ đại lý của anh mà nó phát triển thì có khi anh định là em không làm công ty nữa, chẳng việc gì phải đi làm thuê ai, về làm với anh, trời ơi, đúng không? Lúc này không cần nói đi nói lại cái câu là anh sai rồi, anh xin lỗi, mà thể hiện rằng là với cô ấy thì là nhất của đất. Rồi con thì đừng gửi ở trên bà ngoại nữa. Nhà hai vợ chồng có đứa con nó là cái cầu nối tình cảm. Nói thế chứ nhiều khi cãi nhau mà có mặt đứa con mình cũng kiềm chế tốt hơn. Nói gì nói con bé nó lại nhại lại, nó lại bắt chước. Bây giờ thành ra vợ chồng nó có cái gắn kết hơn là bây giờ có đứa con để đưa lên Đắk Lắk, xuống Bình Dương ở cạnh ba cạnh má, cạnh ba cạnh mẹ hàng ngày thì cho đi nhà trẻ mẫu giáo. Thậm chí nếu như nó không đủ điều kiện mình có thể gửi nhà trẻ tư, vì mình đón muộn hơn một chút cũng được, nhưng mà tối có đứa con nhá. Và đấy cũng là cái việc mà chúng ta đang củng cố gia đình. Gia đình là gồm có vợ chồng, con cái, có tài chính, kinh tế, có thời gian dành cho nhau, sự quan tâm lẫn nhau. Đó là cái mà để người ta thấy rằng là ừ, thôi thì đúng là ông ấy có lỗi thật, nhưng mà ông bây giờ là cũng biết lỗi rồi, chăm sóc vợ con lo toan hết lòng. Thì người ta bảo đánh kẻ chạy đi chứ người ta không đánh người chạy lại, thì mình bây giờ cố gắng chạy lại, đúng không? Đấy, thế còn thì chắc chắn là sẽ còn giận, để mà tin tưởng hoàn toàn thì khó. Người ta vẫn nói là bát nước mà đã đổ đi rồi, có hớt lại chăng nữa thì nó cũng bị hao hụt đi phần nào. Nhiều thì là hao đến một nửa, ít thì cũng đến vài đôi ba chục phần trăm nhá. Thế thì đây cũng là bài học để mình rút kinh nghiệm, rằng là cái gì mà nó là quý giá đối với mình thì cố mà giữ, còn những cái sơ suất mà đôi khi mình đã nhầm đường lạc lối rồi thì biết quay đầu là bờ nhá. Bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn rồi chứ? Chào bạn nhé. Hy vọng bạn sẽ gìn giữ được cái hạnh phúc gia đình của mình. Xin chào bạn. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Quý vị khán thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội. Dạ, em chào anh. Chào bạn. Em chào. Em có câu hỏi muốn hỏi bác sĩ anh ạ. Vâng, bạn nói đi. Vâng, con nhà em bây giờ là đang được 7 tháng anh ạ. Trước 3 tháng thì em cho cháu đi khám thì cháu có một bên tinh hoàn thôi. Nên là bác sĩ kết luận là bên phải thì nằm trong bìu kích thước là 19mm, quy mô đều không thấy khối cư trú và khôi hóa. Nhưng mà tương tự như bên trái thì nằm trong bìu những kích thước thì có 7x4mm thôi anh ạ. À, có khôi hóa, có khôi hóa, lân cận kích thước là 3x3mm. Tóm lại là hai tinh hoàn nó nằm đúng vị trí rồi. Nhưng mà một cái bên tinh hoàn thì nó đã bị vôi hóa và nó không phát triển nữa, đúng không? Nó nhỏ hơn hẳn so với bên kia còn lại, đúng không? Vâng. Bác sĩ có chỉ ra cái phương án điều trị hay là hỗ trợ gì không? Lúc ấy em hỏi là thế như thế nào thì bác sĩ bảo là 6 tháng sau rồi cho đi khám lại thì có cái gì thì mới ấy sao. Thế bây giờ con 7 tháng thôi mà. Nhưng mà chưa được 6 tháng anh ạ. Lúc ấy ví dụ như phải 9 tháng thì con mới được 6 tháng rồi. Đi khám lại. Thì bây giờ từ lúc mà đi khám 5 tháng trước ấy thì so với bây giờ hiện tại thì hai bên cái tinh hoàn của nó bạn có thấy có sự khác biệt so với cái đợt đi khám không? Nó vẫn như thế anh ạ. Nó vẫn như thế, nó không phát triển gì thêm đúng không? Vâng ạ. Rồi.
Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem cái hiện tượng vôi hóa tinh hoàn của em bé như thế thì nó có thay đổi gì trong tương lai không nhé? Hoặc là có phương án điều trị gì thích hợp? Chị chào em. Vâng, em chào bác ạ. Cũng lo cho con nhỉ? Vâng ạ. Đấy, bây giờ nó nằm thì nằm đúng vị trí rồi mà kích thước của nó không đều nhau, và không đều nhau rất là rõ đúng không? Bình thường tinh hoàn hai bên nó cũng không đều nhau, nhưng mà mức độ chênh lệch nó chỉ 1:8, 1:10 thôi, chứ không phải là như của em. Và em cũng đã mang con đi khám. Em cho con khám ở đâu vậy? Em khám ở ngoài viện Nhi ạ. Viện Nhi Trung ương rồi đúng không? Vâng ạ. Thôi đành phải chờ thôi em ạ. Nhiều khả năng có thể là một bên tinh hoàn của con nó không bình thường ấy. Chị nó đã, bây giờ mà nó đã có nốt vôi hóa như thế thì sợ là một bên của nó có thể bị teo hoặc là bị suy tinh hoàn gì đó so với bên kia. Bởi hiện tại bây giờ chắc chắn là rất khó có thể có phương pháp điều trị để cho nó hai bên của nó đều nhau được, bởi vì tác động vào tinh hoàn là tác động vào cơ quan sản xuất ra nội tiết ý. Đấy, nếu có thì có khi cũng phải đợi đến khi con sắp dậy thì hoặc chuẩn bị dậy thì mới có thể can thiệp được. Chứ còn bây giờ chắc là cứ để chờ thế thôi. Bác sĩ sẽ hẹn 6 tháng để xem là kích thước của nó có gì thay đổi không ý. Để xem nó có tiến triển bình thường lên hay là nó lại tiếp tục nó teo đi. Thì thôi mình cứ yên tâm nhé. Đã theo cho con ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì chắc chắn là em sẽ cứ cho con tái khám cũng như là xử lý cho con theo đúng hướng dẫn của bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương thôi. Vâng, nhưng mà nếu dụ mà bị như thế thì có ảnh hưởng gì đến mai sau sinh sản của cháu? Mai sau thì rất là may là bởi vì tinh hoàn hai bên nó tương đối là độc lập ý. Cho nên là kể cả một bên nó có hỏng mà bên kia nó hoạt động bình thường thì cái chức năng sinh sản cũng như là chức năng tình dục của con mình cũng không đáng lo ngại lắm nhá. Nên cũng có sợ ung thư mà chị? Bây giờ cái đấy thì chị nghĩ là rất là khó để có thể chẩn đoán được là ung thư hay không, bởi vì nếu mà chỉ dựa vào hình ảnh siêu âm thì cũng khó. Chính vì thế nó chưa chắc chắn, cho nên bác sĩ mới hẹn em 6 tháng sau quay lại là như vậy. Con nhà em nó lại bị cả giãn nhẹ đai bên trái, có sao ạ? Thế hả? Chắc là em này có khi là bị từ bẩm sinh đúng không? Em bị từ bẩm sinh chứ không phải. Lúc sinh ra em đã thấy nó to nhỏ thì em đợi được 3 tháng em mới cho nó đi khám. Thế là em bị bẩm sinh nó là như thế rồi chứ không phải là mắc phải. Thôi cứ đành phải chờ đợi thôi nhá. Và cho con đi khám ở đấy thì bác sĩ hẹn em là mấy tháng khám lại hoặc là như thế nào thì em phải tuân thủ đúng cái hướng dẫn của bác sĩ nhé. Vâng ạ. Rồi, thế bạn yên tâm hơn rồi chưa? Theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, sau 6 tháng thì khi con 9 tháng tuổi thì đưa con đi khám nhé. Vâng ạ. Em cảm ơn bác sĩ sẽ có cái phác đồ điều trị tiếp theo cho con bạn. Alo, thính giả gọi đến từ Hưng Yên đâu ạ? Đây ạ, em ơi. Dạ vâng, chào bạn. Vâng. Câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, em xây dựng gia đình được 15 năm rồi. Bây giờ chồng em ra trưởng ấy, bây giờ chi tiêu trong gia đình cứ toàn tính toán ấy. Chi ni về em ấy. Lấy nhau 10 năm, chồng ra trưởng. 15 năm. Thế là chồng ra trưởng cụ thể như thế nào? Nghĩa là anh bảo là mua bán gì phải thông qua anh ấy. Mua rau cũng thông qua à? Vâng, đúng rồi ạ. Thế á? Thế là chi tiêu có cần phải sổ sách chứng từ gì cụ thể không? Có. Tức là một tháng, thí dụ tháng vừa rồi hết bao tiền? Em thì mấy tháng trước thì em cũng chỉ nói khoảng khoảng mà là đưa tiền để em đi chợ thì cứ sáng ra cứ đưa cho được 200, 300 để tiêu cứ trong một ngày. Rồi. Đến tháng này thì em bảo thôi em không cầm tiền ở đấy, cho em đưa một cục 7-8 triệu hay là chục triệu đi. Nhưng mà anh ấy bảo là không được, chỉ đưa được 2 triệu thôi, nếu mà tạm thời ứng 2 triệu chi tiêu thì ghi ra sổ để xem xét chi tiêu có hoa không. Rồi, tức là tháng bây giờ đi mấy đám hiếu và mấy đám hỉ, có ghi sổ không? Đám hiếu, đám hỉ đấy thì... Anh ấy chi? Anh nhớ riêng, còn mình đi chợ mua rau mua búa. Nghĩa là anh rồi anh ấy làm nghề gì vậy? Của mình. Anh ấy làm nghề gì? Kế toán à? Anh làm nghề tự do ạ. Ông ấy kiếm được tiền không? Đợt trước thì không kiếm, đợt này thì cũng khá khá một tí, nhưng mà
anh ấy làm như thế là nghĩa là gây áp lực cho con, cho em. Bây giờ em ở nhà em trông con này, xong là em lại làm việc công, việc may vá ở nhà. Rồi nấu cơm, nấu nước rồi, các việc mình phải kiêm hết. Mình có nguồn thu nhập nào khác không? Em không ạ. Thế à, tức là chỉ làm nội trợ, chăm con đúng không? Chồng kiếm tiền. Những cái việc to, việc lớn thì chồng tự chi tiêu trong nhà rồi. Đâm ra mỗi ngày chồng chỉ đưa khoảng 200 nghìn thôi để cơm nước trong buổi học đó. Còn những cái chuyện học hành của các con thì thế nào? Chuyện học hành thì vấn đề học thì mình cũng muốn cho con nó học khá lên, cho con học thêm một lấy một thứ. Nhưng mà anh ấy... Ông cũng phải duyệt chi đúng không? Đâu thì học đến đâu thì học, không phải học thêm làm lấy làm gì. Rồi, thế là bạn có biết là một tháng anh ấy thu nhập được bao nhiêu không? Cái này nó nghề tự do thì đâm ra không biết rõ đâu. Như đi câu ấy đúng không? Có buổi nhiều buổi ít. Nó chỉ là cũng chỉ đủ chi tiêu thôi. Anh ấy, công việc của anh có vất vả lắm không? Anh ấy áp lực về con số. À, làm nghề gì vậy? Anh ấy ghi số đề à? Vâng, đúng rồi. Rồi, thế là cũng áp lực về doanh số. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Vâng ạ. Này, thế mình lấy chồng 15 năm, con lớn là bao nhiêu tuổi rồi? Con lớn năm nay cũng được 14 tuổi rồi, cháu đang học lớp 7. Thế rồi, con bé bao nhiêu? Con bé năm nay được 5 tuổi. À, mới 5 tuổi, thế hai đứa cách nhau xa xa nhỉ? Vâng. Nhà thì ở riêng hay ở chung với ông bà nội hay là ông bà ngoại, hay là mua được nhà làm nhà? Nhà thì hiện tại là bố mẹ chia đất cho rồi. Nhà thì vẫn ở cái nhà lụp sụp bố mẹ ngày xưa ở ấy. Nhưng mà thì vợ chồng chưa xây. Hiện vợ chồng tại chưa đang xây ở nhưng mà nhà... có ông bà ở đấy cùng luôn không hay là nhà không mình? Không ạ, mới mấy năm về trước thì ở chung cả bố mẹ chồng, mẹ chết trước rồi bây giờ còn bố chồng mới lên nhà chị. Nhà anh lớn ở mới được có mấy tháng thế hay cho thôi. Nên cái đất của ông bà là hiện nay vợ chồng mình ở biết đấy. Hỏi thế bởi vì để mình nắm được cái thực trạng kinh tế của gia đình cái đất ý, mới sang tên cho con được gần một năm nay. Thôi tóm lại là đất có rồi này, nhà thì tuy lụp sụp nhưng mà chưa sập đổ ngay, thôi gọi tạm thời về cái chuyện rồi. Ở nhưng mà anh này. Ơi, nhưng mà cái vấn đề là đã là vợ chồng với nhau thì từ phải từ biết rồi, có đang cả nói tên tiếp. Vợ tên chồng sao lại có mỗi tên vợ tên chồng thôi, vợ tên không có. À, tức là khi sang sổ ông bà cho đất thì cho mỗi cậu con trai, tức là tên của ông xã thôi đúng không? Vâng, vâng, không có tên của mình. Thế hả? Yên tâm, không sao đâu. Tên của ai chăng nữa, mình còn là vợ chồng, mình nếu như phòng xa là cái lúc mà chẳng may có ly hôn ấy. Vâng. Thì rồi cũng... của chồng là công vợ mà người ta cũng sẽ tính lên mình. Cái thứ hai là nếu biết, mà cái nhà biết đấy là, biết là của chồng của công vợ rồi nhưng mà anh ấy nói thẳng anh ở đây là của bố anh cho lại chứ không phải là thôi, không phải mình là lấy cho chồng mà em cho trả hai cần, vợ chồng em trả cho cần nhà. Nhường lại bố nhường lại cho con thôi bố nhường lại cho con thì con anh lại nhường lại cho cháu rất nhiều cái câu từ để kiểu là kìm hãm mình chỉ là một cái dạng mình trả là cái gì cả rồi bây giờ cho cấp dạng như kiểu quay lại tiếp cho cấp bảo sao làm đấy tiền năm mua bán gì vẫn phải thông qua anh ấy đúng rồi cả. Được rồi tiếp tiếp nhá. Các mọi vấn đề đấy con 4 tuổi với con 14 tuổi với con 5 tuổi rồi mình ở nhà may quần áo đúng không, làm thợ may đúng không? Vâng. Nhận gia vâng, công vâng. Hay là vâng. Là gì cắt may quần áo nay vét này khách có thì khác với cả làm thêm ghi nô số đề ấy. Mình cũng thế chứ mình cũng có thu nhập đúng không, mình cũng có thu nhập cho mình có phải nộp cho ông hay là mình được cầm không? Chồng em thì cắt em chỉ biết may thôi em không biết đo đấy. Nên là ai khách đến giả thì chồng em là người nắm hết, tóm lại mình cũng chả phải một người thợ may mà. Đo thì cũng phải là chồng, tiền thu được chồng, mình chỉ có một cái đạp vâng. Thế đúng không? Toàn chồng hết. Thế thì mình không làm cái gì để mà có thể tự... Mình chẳng là cái gì cả. Thế ra mình có cái ức chế, bây giờ mình con mình như thế rồi. Bây giờ cái kinh tế mà tính chi cả vợ như thế thì không thể nào mà dễ thở một chút nào. Nó cảm giác như mình đang một sống trong cái môi trường dưới sự kiểm soát của đúng mình. Đúng rồi. Thật ra em cũng là một nạn nhân của bạo lực gia đình, bạo lực dưới hình thức là bạo lực về kinh tế đấy.
quản thúc quản lý làm cho người kia phải phụ thuộc vào. Vâng, rồi, đúng rồi, khống chế. Và cái vấn đề quan hệ cũng thế, quan hệ thì mới năm đến trước em mới về, mình chưa có kinh nghiệm gì. Thì anh cũng nói, anh bảo là thế nọ thế kia đấy, cảm giác vợ chồng nó cứ có một cái gì khoảng cách, nó không có yêu thương, mình cảm thấy nó nhạt nhẽo. Đúng rồi, nó chỉ có cảm giác như kiểu làm theo nghĩa vụ ấy. Một tôi là một người chồng, tôi sẽ làm theo bổn hết bổn phận của một người chồng. Tiền vấn đề tâm lý để chiều vợ hay là làm như thế nào để gia đình vợ chồng nó. Thế cái ngày ông ấy tán mình, ông ấy có tử tế không hay là cứ mắt nhắm mắt mở lấy thôi? Nó cũng tử tế nhưng mà nó chưa bao giờ đánh em, nhưng mà cái vấn đề chắc có hai vấn đề thế này này, mình đừng trông cậy, mình đừng mong một ai đó đối xử tử tế tốt với mình nếu như mình không đấy, có khẳng định bản thân. Nên rất nhiều lần em đã tha thứ, em bảo là thôi bây giờ em đã chốt với anh như thế rồi, thôi thì bây giờ anh phải kiểm điểm lại, anh phải xem xét lại rồi hai vợ chồng cùng xây dựng tổ ấm. Bây giờ thôi, anh thôi. Cứ đùn đẩy cho em hết, xong là gây áp lực cho em, rồi cái gì cũng phải thông qua anh. Anh chỉ được một hai hôm thôi, rồi. Ví dụ như sáng nay thế, tối qua em không ngủ được, thế là em mất ngủ, sáng nay em yếu, em không dậy được, em bảo thôi anh dậy xuống anh đi chợ, anh mua thức ăn cho bố đi, thì anh bảo anh không dậy, em cố mà dậy thì anh không dậy, anh không đi, đấy. Thế này này, hiện nay dù mình ở nhà, mình có tham gia may quần áo, mình có phải nuôi bố anh ấy, mình có phải lau nhà, mình có phải chăm hai con anh, nấu cơm cho anh ăn, thì trong con mắt anh vẫn là người không làm ra tiền. Và không làm ra tiền là một cô nội trợ, mà nội trợ thì cho gì biết đấy, biết gì mà đòi hỏi, đúng không? Bây giờ em muốn thay đổi được thái độ mà thì phải thay đổi được cái vị thế của mình. Đừng tìm cách thay đổi ai, hãy thay đổi chính mình trước. Khi mình thay đổi rồi người ta thấy, ồ kinh nhở, con này giờ tháng mười mấy triệu đấy, xong đã thế lại còn xe máy xịn, đã thế lại còn mặc váy, đã thế sáng đi làm còn tô son, so với cái ông ghi lô đề ở nhà là mình hơn đứt. Ông ấy sẽ phải kiêng nể mình, không phải ngồi đấy chìa tay lấy 200.000 của ông đi chợ để rồi về phải cắm đầu vào sổ đi rau muống 1.000, mắm tép 1.500, đúng không? Hãy thay đổi chính mình, hãy vượt lên. Mình không què cụt, mình có sức khỏe, hai con cũng lớn rồi chứ không phải bây giờ bụng mang dạ chửa gì. Đôi khi cái thói quen của mình ở nhà nó ngại nên tiếp xúc. Bây giờ muốn để cho ai kính trọng mình ý, hãy bứt phá lên nhá. Có tiền, có sức khỏe, có thứ bảy chủ nhật lại có thêm có mấy anh bạn đến nhà chơi nữa sẽ khác hẳn ngay mà. Nhá. Rồi, hy vọng bạn sẽ thay đổi, và từ sự thay đổi của chính bản thân mình thì mới hy vọng chồng mình tôn trọng mình và cuộc sống sẽ thay đổi hơn. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Hà Nội. Vâng, bạn có nghe rõ Thành Văn đang nói với bạn không? Em có. Câu hỏi của bạn là gì? Em có câu hỏi về vấn đề gia đình ạ. Bạn trình bày đi, các chuyên gia của chúng tôi đang nghe đây. Ý là trong gia đình em thì em với mẹ chồng em thì hay kiểu mâu thuẫn, kiểu là lời nói với nhau ạ. Cụ thể mà, cái mâu thuẫn đó là như thế nào? Ý là trong gia đình thì mẹ chồng em thì lúc nào như kiểu cũng phải theo ý của bà ấy ạ. Con em nó bị ốm ạ. Bởi vì em bảo là đi cho đi viện khám. Thì mẹ chồng em lúc đầu có bảo là không quan, như kiểu là không quan trọng không sao ấy. Vâng ạ. Thế nhưng mà đến lúc chồng em lên thì mẹ bảo là đưa cháu đi khám chứ nó thế không được ạ. Thế mẹ chồng của bạn thì bao nhiêu tuổi rồi? 54 ạ. 54 tuổi cũng không phải là chênh lệch cái thế hệ nhau quá nhiều đúng không? Tức là hơn bạn có hơn 20 tuổi thôi đúng không? Khoảng 20 tuổi. Bạn có nghe thì tôi nói rõ không? Dạ em có. Rồi, thế thì làm thế nào mà để giảm thiểu những cái mâu thuẫn trong gia đình giữa nhất là mẹ chồng và nàng dâu thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào em, Hà Nội hả em? Vâng ạ, anh chào em. Hà Nội. Thế hai vợ chồng với lại bé nhà mình là ở với chung với ông bà nội hay là ở cạnh hay ở gần? Dạ, trước kia thì là ở cùng, bây giờ thì em cho con lên Hà Nội học nên là chỉ có em với mẹ chồng em với lại hai cháu rồi ạ. Bây giờ là mình không ở chung với mẹ chồng đúng không?
Dạ em có ở chung với mẹ chồng, nhưng không ở chung với chồng, chồng ở quê. Không ở chung với chồng á? Ý là chồng em ở quê, còn em với mẹ chồng với lại hai cháu ở lên Hà Nội ạ. À, tức là mình làm việc ở Hà Nội, mình sinh con ở Hà Nội và mình đưa bà nội lên để chăm con đúng không? Dạ vâng ạ. Còn chồng mình thì lại vẫn ở quê. Ôi hay thế. Dạ vâng. Nghe rất là dạ, lạ không, đấy. Ý là em chỉ lên tạm thời thôi ạ. Rồi, tạm thời là sao? Tạm thời là em cho con em lên đi học một thời gian ấy, cháu nó bị chậm nói ấy. À rồi, con nhà mình có vấn đề khó khăn về tâm lý đúng không? Chậm phát triển trí tuệ hay là chậm nói gì đó, cần phải là đi học cá nhân, cần can thiệp sớm đúng không? Vâng. Mà mình thì lại phải không phải lúc nào cũng ôm con được, cũng vẫn phải đi làm hay là đi kiếm thêm tiền và thuê nhà trọ đúng không? Vâng. Thế và bà nội lên là để đỡ cho mình trong lúc mình đi làm thì bà trông con cho mình. Thật ra hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà mình cũng phải xác định đây là hoàn cảnh tạm thời, nó không phải là mãi mãi, đúng không? Và em phải nhớ một câu như thế này này, người ta nói là qua sông phải lụy đò. Mình đang nhờ mẹ đấy, đáng lẽ mẹ 54 tuổi, mẹ còn trẻ lắm, mẹ ở nhà vẫn còn đi làm được, mẹ còn kiếm ra tiền hoặc là mẹ cũng chạy đây chạy đó. Tưởng tượng một, không gọi là bà già được, một người phụ nữ 54 là trông còn trẻ trung lắm đúng không? Thế mà vì con vì cháu mà phải bỏ ở quê hương đất rộng người thưa thanh bình thư thái để ra Hà Nội ở một gian nhà trọ, thật ra cũng đã là rất thương con thương cháu rồi. Mình ghi nhận điều đó đi. Mình có bao giờ mình nói với bà thế không? Ôi may quá, không có bà thì một mình con chẳng biết xoay sở thế nào. Thôi thế thì dạ, cái đấy thì là em có biết, nên là em cũng nói như ý là mẹ em hay nói nhiều với này bà, nhưng cứ gì ý bà nhiều khi là cũng em cũng đi làm với lại hai đứa, thế nhiều khi cũng nhiều cũng áp lực ấy ạ. Vâng, thì là lời ra tiếng vào thôi, nhưng mà ý là em có nói chuyện với chồng thì chồng bảo là mẹ con nói sai thì cũng phải nghe đấy. Em nhiều khi em cũng bảo là, nhưng mà nhiều khi con cái như vậy thì mình cũng phải có chính kiến của mình, không may con nó làm sao thì đến lúc này thế nọ thế kia. Thật ra thế này này, các không chỉ mẹ chồng em đâu, rất nhiều mẹ chồng, các bà nội đấy, khi mà ở cùng với con trai, con dâu mà chăm sóc cháu thì thường là quan tâm và can thiệp vào cái việc là sao lại cho nó uống sữa Mỹ làm gì, ngày xưa tao nuôi bố nó chỉ cần ăn cháo gạo quê xay với đậu xanh cho tí đường, tí mắm cũng lớn bằng xào bằng gậy, cũng làm tiến sĩ đàng hoàng đúng không? Bây giờ thì lắm chuyện, tiền đã ít lại còn cứ sĩ diện. Thôi này, các bà nói ở góc độ các bà cũng đúng mà. Mình cứ vâng ạ, con cũng xem xét, con điều chỉnh lại. Mình chỉ cần giải thích thôi. Thực ra mình cứ muốn nó giải thích để hiểu rõ. Nhưng các bà thì quy rằng là ở đấy nó cãi. Nói một câu, nó cãi một câu. Thế sao vâng, mình không biết, cứ đồng ý đi. Cứ đồng ý ở gọi người ta gọi là ở miệng ấy. Vâng ạ, ví dụ như nói rằng là cho nó uống thuốc nọ thứ kia, vâng, để tí nữa con chạy đây kia con mua thuốc nọ thứ kia, nhưng mình thì là người hiểu biết hơn. Thôi cái này không phải thuốc, mình quen rồi, bệnh của nó là dịp này là thay đổi thời tiết, nó ho thường xuyên ấy mà, việc gì phải lúc nào cũng thuốc. Đấy, tức là ví dụ như vậy. Đấy là một cách ứng xử, không phải lúc nào cũng cần phải giải thích, bởi vì không phải là bà không hiểu biết, mà bà đang muốn khẳng định rằng là bà có vị trí vai trò. Mà cái việc phản ứng của mình thể hiện đấy, nó còn nhờ mình mà nói một câu, nó cãi một câu. Thế thì không biết là mai kia mà già rồi ngồi đấy mà nhờ nó thì chắc là nó còn thế nào nữa. Vì vậy ở đây hãy nhớ, mình đang phải nhờ thì hãy nhún. Tiếng Việt có một từ rất hay mà em hãy lưu tâm, nhún nhảy. Mình muốn nhảy cao thì phải nhún sâu. Việc của mình là được gì ạ? Có người trông đỡ con cho để đi làm có tiền, để rồi đóng học cho con để gọi là chữa bệnh hay là can thiệp cho con trong cái chuyện khó khăn. Thế thì nó nhiều áp lực rồi. Về đến nhà cứ cười, cứ tươi, cứ khen bà, cứ động viên, thỉnh thoảng nói hôm nay con được nghỉ, bà có thể đi ra chỗ công viên hay đi ra chợ chơi lang thang cho đỡ nó cuồng chân. Hôm nay con ở nhà con trông cháu, để thể hiện rằng mình luôn luôn ghi nhận là bà vất vả vì con vì cháu nhá. Cái này không quá khó khăn đâu mà. Không, nhưng mà ý em muốn hỏi là bây giờ chồng em bảo là bà nói sai thì cũng nghe, thì bây giờ em ý là cứ nghe bà rồi thì... Không phải, cái nghe với lại cái làm theo nó khác nhau.
Vâng ạ, vâng ạ, vâng, con cảm ơn mẹ. Vâng, mẹ góp ý như thế. Thế với cái việc là bà bảo là cho nó uống thuốc đi, thế là đi mua thuốc cho uống, bảo đừng cho uống sữa nữa là cũng ngừng uống sữa. Rõ ràng hai cái khác nhau đúng không? Đây là mình không phản đối cái việc bà góp ý, còn cái việc tôi nghe theo đến đâu thì để là cái chuyện khác. Thế còn chồng em thì để cứ nói rằng là bà nói sai cũng phải nghe, cái đấy thì khó lắm. Thế nhưng mà đặc biệt là mong muốn rằng chồng cũng ghi nhận, anh biết rồi, ở với mẹ khó tính thế nào anh biết rồi, thôi chỉ một thời gian nữa cố gắng rồi rồi rồi. Thỉnh thoảng là với điều kiện là bà có thể về, lấy lý do là bà ở mãi trên này cũng mỏi để cho bố nó lên thay. Bố buổi sáng thì chạy Grab xe ôm gì đó để thì mình ở nhà cho đưa con đi học, buổi chiều thì mình bán xôi bán bánh mì, bố nó lại ở nhà trông con, vợ chồng cố gắng sao thu xếp để lôi kéo bố nó, tức là ông xã nhà mình đấy, vào cái việc chăm sóc chia sẻ với vợ trong cái việc mà cho con học hành thì cũng tốt hơn nhé. Ngồi trong phòng thu của chúng tôi ngày hôm nay thì còn có bác sĩ Hoàng Thúy Hải, chị cũng đang là một bà mẹ chồng. Không biết là với những cái tình huống như thế này thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải có cái cách gì để giải quyết khỏi mâu thuẫn không ạ? Tôi hoàn toàn nhất trí với những giải pháp mà và những cái ý kiến mà anh Đoàn đã trao đổi với cả bạn dâu đến từ Hà Nội. Vâng. Thực ra thì những người tôi cũng xem tuổi như là mẹ chồng bạn ấy. Tất nhiên là tôi thì cũng có hơn một chút, tức là tôi không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Dạ Tuy vâng. nhiên thì chúng tôi thật sự là chúng tôi rất muốn được tôn trọng, và chúng tôi cũng muốn được các bạn ý biết tới cái công sức của chúng tôi khi mà chúng tôi cùng với bạn ý để chăm con chăm cháu của mình. Và rất là đơn giản thôi, nó cũng không quá khó khăn, không quá cầu kỳ, chỉ cần bạn hãy coi chúng tôi như là, thôi tạm gọi là bạn cũng được, bất kể một vấn đề gì, từ vấn đề chăm con, vấn đề khó khăn trong cuộc sống, hãy nói với chúng tôi trước: Vâng. mẹ mẹ hôm nay con thấy thằng cu nó lại bị sổ mũi nhiều mẹ, hay nó ho, thì không biết bây giờ mình cho nó đi khám hay là mua thuốc cho nó uống mẹ nhỉ, ví Vâng. dụ như vậy. Còn việc bạn đưa con đi khám hay là mua thuốc cho con thì phải theo chỉ định của bác sĩ, cũng như là phải làm tất cả những cái gì có tốt nhất cho con mình. Nhưng khi tôi là mẹ chồng, tôi được bạn hỏi như thế, tôi rất là thích. Vâng, và những cái cách giải quyết của bạn, nhiều khi tôi cũng phải xem lại là không biết là mình nói như thế có đúng không, hay là trước đây mình bảo nó là không cần phải đi khám đâu, mày cứ ra mua thuốc cho nó. Thế nhưng mà bây giờ thực tế thì cái điều đó nó lại là sai rồi. Vâng. Thì chính tôi cũng phải xem xét lại những cái suy nghĩ, những cái ứng xử của tôi đối với con dâu, Dạ vâng. và hy vọng là nếu như cả hai đều chân tình với nhau, đều mình đều hướng về nhau, thì tôi nghĩ cái mối quan hệ nó sẽ được cải thiện tốt ạ. Dạ vâng. Vâng. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, hy vọng là qua cái chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng như bác sĩ Hoàng Thúy Hải thì bạn gái trẻ ở Hà Nội đã nghe rõ và sẽ điều chỉnh cái cách ứng xử của mình làm thế nào để cái môi trường trong gia đình thật sự hòa thuận và hạnh phúc. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hà Nam. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hà Nam. Hello, Tôi đang nghe bạn nói đây. Chị em anh cho em hỏi đây, em là mỗi lần quan hệ, mỗi lần quan hệ sao nó không 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 được em nhỉ? Mỗi lần quan hệ thì làm sao? Mỗi lần quan hệ sao mà không quan hệ được ấy? Không quan hệ được là do làm sao? Là những sinh lý ấy, anh. Vâng. Tức là cái của bạn nó không thể lên được á? Vâng ạ. 40 tuổi đã có vợ chưa? Mà con rồi mất hai 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 gia đình hai hai năm rồi. Có vợ quan được hệ hai hai năm năm rồi. rồi và có Vâng. em bé chưa? Có rồi. Có Vâng. rồi. Thế sao bảo không lên được cơ mà? Mà sao Không vẫn lên được có? nhưng mà không lên được, nhưng mà giờ mấy mấy năm nay nó bị hỏng anh ạ, không 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 lên được. Trong 24 giờ thì có giờ nào nó lên được không? Không có anh ạ. Vâng. Nó xỉu luôn cả ngày lẫn đêm. Vâng. Đã đi khám ở đâu chưa? Em chưa. Chưa đi khám ở đâu cả. Và gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu là địa chỉ đầu tiên mà bạn tin tưởng, đúng không? Vâng. Vâng, không biết là cái chuyện mà 40 tuổi mà đã có biểu hiện như bạn trai vừa rồi kể thì hình như là liệt đúng không ạ? Liệt dương đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp bạn nhé. Vâng. Tôi chào bạn. Chào chị. Em ơi, thế 2 năm rồi mà không ý kiến gì, không đi khám, không tham khảo gì hết à em? Không này anh chị ạ, vâng, bây giờ em yếu quá là không 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 đi được, chân tay em què không đi được. À, tức là Vâng. em bị sao ạ?
thì bẩm sinh thì bé mà. Vâng. Em bị sao ạ? Bẩm sinh không đi được, không đi khám được chị ạ. Vâng. Thế ạ? Trên tay thì khó bảo. Vâng. Thế hiện nay là em chỉ nằm một chỗ và phải có sự giúp đỡ của người khác à? Dạ vâng. Em di chuyển bằng gì? Bằng xe lăn à? Lăn à? Xe lăn à? Ừ. Ơn trời vâng. Thế mà vẫn lấy được vợ và vẫn có con à em? Vâng vâng. Chị cũng rất là chia sẻ với em và thật sự là cảm kích người phụ nữ nào mà đã đồng hành với em trong suốt cái thời gian vừa rồi. Tuy nhiên thì bây giờ thì trường hợp của em thì thật sự là nó cũng rất là khó. Bởi vì là một cái người mà 40 tuổi nếu như là người bình thường thì đang ở cái giai đoạn mà hoạt động của cơ quan sinh dục nó cũng khá là nhiều và mạnh ạ. Thế nhưng mà trên nền một cái người em bị bẩm sinh là bị dị tật bẩm sinh hay là sau tai nạn hay là sau một cái vấn đề gì ạ em? Nó sau một tai nạn mà trong tai nạn nó bẩm sinh như thế chị ạ. Tức là sinh ra nó đã yếu như thế rồi. Vâng, vâng. Thế hả? Ừ. Bây giờ hiện nay thì các tình trạng chi của em nó như thế nào? Không bình thường mà. Không đi khám cho nên là cũng không biết là em có mắc thêm những cái bệnh mãn tính gì nữa không đúng không? Vâng, vâng. Trong trường hợp như của em thì chị nghĩ chắc chắn là mình không ngại được nữa và em phải có sự thăm khám cũng như là tư vấn của bên chuyên môn y tế. Bởi vì là cũng không rõ là do mình bị bệnh gì từ hồi bé, có thể nó liên quan tới ví dụ như là tủy sống chẳng hạn, hay là liên quan tới thần kinh, hay là liên quan những cái bệnh lý gì về cơ mà khiến cho mình không vận động được. Và biết đâu là những cái bệnh lý đó thì đến bây giờ nó có thể vào tới cơ quan sinh dục và nó có thể gây ra những cái trường hợp mà như em mô tả, cũng gần như là liệt dương. Một mặt khác nữa, có thể là em mắc những cái bệnh mãn tính hoặc là những cái bệnh mà liên quan tới mạch máu, liên quan tới cung cấp máu cho cơ quan sinh dục của mình. Cho nên là nó khiến cho là cái việc máu tới cơ quan sinh dục không đủ. Chính vì thế là nó không đạt được cái sự cương cứng của dương vật. Chị cũng rất là thông cảm là bởi vì cái hoàn cảnh của em bây giờ nó cũng rất là khó khăn. Thế và mình đi lại thì nó lại cũng phải phụ thuộc vào người khác như thế. Nhưng thôi, nếu như mà vẫn có điều kiện thì em nên đi tới bác sĩ nhá. Em nên đi khám thì có thể đến bệnh viện chuyên về nam học và nội tiết thì càng tốt. Còn nếu không, mình có thể đến những bệnh viện đa khoa. Bởi vì ở em thì có lẽ phải khám rất là nhiều thứ và khám tổng thể thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân vì sao mà em bị liệt dương như vậy. Và từ đó thì hy vọng mới có thể cải thiện hoặc là điều trị được cho em. Dạ vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bạn thân mến, về cơ bản thì tôi nghĩ rằng bạn phải đi khám tổng thể, bởi vì cái chuyện mà yếu sinh lý chưa chắc đã liên quan trực tiếp đến cái chuyện yếu sinh lý, mà nó là từ tổng thể cái cơ thể của mình. Yếu tổng thể thì nó sẽ yếu từng bộ phận. Và hy vọng là sau khi khám và bác sĩ tìm ra nguyên nhân thì bạn sẽ được điều trị một cách cẩn thận hơn và sẽ cải thiện được cái sức khỏe của mình. Còn bây giờ thì chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Đây là một thính giả 54 tuổi. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Vâng, tôi xin nghe rồi. Dạ vâng, tôi đang nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì ạ? Vâng, anh ơi, cho tôi hỏi gặp chuyên gia tâm lý một chút ạ. Tôi có một đứa cháu, nó năm nay là cháu sinh năm 2000 và cháu đang học đại học Hà Nội năm thứ ba thì dạ vâng. Cháu tình hình thì cháu bị hiện tượng như kiểu trầm cảm đó. Vâng. Vâng. Thì bây giờ là cháu cứ suốt ngày cháu ở nhà thôi. Vâng. Đấy, thì bây giờ là cháu cứ gặp người lạ cái là cứ ai đến nhà cái là người lạ vừa hoặc là chú thím hay này, ai trong gia đình anh em họ nội tộc trong gia đình đến nhà cái là cháu tự nhiên vào trong nhà cháu đắp chăn luôn, vào trong giường cháu đắp chăn. À thế ạ. Vâng. Vâng, đến bây giờ là cháu cứ lên mạng cháu tìm hiểu những cái người trầm cảm đó. Vâng. Vâng, thì cháu bây giờ là cháu lên mạng cháu tìm hiểu người trầm cảm vừa rồi nè. Mẹ cháu thì giống mẹ cháu thì đi làm công nhân. Vâng. Vâng, bố cháu thì là người đàn ông thì nói chung là không tâm lý được như người mẹ. Dạ vâng. Thời gian trước là cháu cách đây cũng tầm khoảng 6 tháng rồi. Vâng. Thì cháu cũng hiện tượng như thế.
thì mẹ cháu nó cứ thường thường tối đến cứ hay cho cháu nó đi tập thể dục đấy. Dạ. Đi gặp những người ấy thì cháu dần dần nó quen lại, thời gian xong vừa rồi thì cháu nó cũng dần dần nó lấy lại được tinh thần. Dạ vâng. Sau cái cú sốc thì cháu nó bắt đầu, nó trước kia là cháu nó có yêu một cái thằng bé nó ở cùng xóm. Dạ. Đấy, thì cháu nó yêu thằng bé cùng xóm nên là cháu nó mới ấy. Thấy cháu nó như thế, thấy cháu nhà tôi nó như thế thì thằng bé kia nó mới bỏ. À. Đấy, nó không liên lạc thì gọi điện lại đến nó thì nó cũng không quan tâm gì cả. À. Thế sau thời gian cháu nó khỏi thì thằng bé này nó lại đến. Vâng. Nó đến thì bắt đầu nó cứ gây cái áp lực đấy. Vâng. Thì cho cháu, thế thì cuối cùng thì là nó cháu này là cháu gái nhà tôi nó mới bảo là thôi thì bình tĩnh như thế thì bây giờ là hai đứa chia tay nhau. Vâng. Thế nên thằng này cương quyết là bảo là nó không muốn chia tay. Đấy. Ồ thế à? Thế thì cháu lại gặp cú sốc đấy thì hai đứa nó chả biết nó nói cái chuyện gì thì cuối cùng ấy thì cháu lại gặp cú sốc đó thì tinh thần của cháu nó lại quay lại trở lại. Thì bây giờ thường thường thì cháu nó như thế. Đây cháu đây là con gái của anh à? Vâng, vâng, cháu gái của tôi, con ông anh mà. À, cháu tôi gái. Là chú ruột của cháu. Dạ vâng, à, anh là chú ruột thôi đúng không? Vâng, tôi vâng. Là chú ruột của cháu. Thì bây giờ tình hình cháu như thế, bây giờ chúng tôi cũng đến động viên các cháu đấy. Nhưng mà các cháu nó cũng không nói năng gì cả. Cháu nó chỉ chờ đợi, cháu chào chú cái. Thế là cháu nó vào nó chùm chăn kín đầu. Cháu nó vâng. Cũng không nói năng gì nữa. Mà đấy, thì bảo cháu đấy, thì chú nói chuyện với cháu mà. Cháu trả lời, bảo cháu vẫn đang nghe đây. Vâng. Thì bảo thế thôi. Vâng. Ờ, anh có hỏi là anh chị của mình, tức là bố mẹ của cháu có đưa cháu đi khám ở đâu bao giờ chưa ạ? Chưa, thì bây giờ tình hình cũng muốn cho cháu đi vừa rồi thì ra khoa thần kinh của bệnh viện Bạch Mai đấy. À, cũng đã ra đấy rồi ạ? Bệnh viện Bạch Mai, nhưng mà đâu thì nhưng mà vừa rồi đấy. Vâng. Thì định cho cháu đi thì nhất quyết cháu không đi. À, đấy. Thế ạ? Đấy, cháu lại nghĩ đến bây giờ là cháu nó bây giờ là tình hình là cháu nó bây giờ là nó nghĩ đến cái sự tiêu cực đấy. Vâng, vâng. Chuyên gia ạ. Năm nay cô gái này là 23 tuổi đúng không ạ? Đó, vâng. Vâng, cháu bây giờ thì không biết là, bây giờ là trong cái cách chết đấy. Nó nhiều cách chết nhưng mà cách chết nào nó đau đớn. Vâng. Bây giờ nó mỗi bằng cách là tuyệt thực. À, hiện tại thì đang tuyệt thực ạ? Vâng. Để cho con tuyệt thực thì bây giờ để con chết thì bây giờ ví dụ anh em hàng xóm láng giềng ai có hỏi thăm con thì bảo là con là tự nhiên con bị cảm con chết hay là con bị đột quỵ con chết. Đấy, cháu là mức độ tiêu cực đến như thế rồi. Tức là nói ra bằng miệng như thế. Vừa qua đấy thì tôi gọi đến chương trình thì chương trình nó thực sự là lúc đấy chúng tôi cũng gấp lắm. Thế nhưng mà để xem tình hình cháu như thế nào. Rồi, rất là cảm ơn anh đã tin tưởng và gọi điện chia sẻ với chương trình của chúng tôi. Và bây giờ thì chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn cũng là một chuyên gia hàng đầu trong cái vấn đề liên quan đến bệnh lý tâm thần, nhất là với những cái trường hợp tự kỷ. Thì anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với anh cùng gia đình của anh nhé. Vâng ạ. Rồi, xin chào anh. Vâng, xin chào anh Minh Đoàn ạ. Vâng. Rất may, thật ra thì cháu nó cũng có ông chú, anh rất là hiểu biết. Anh chẩn đoán, anh lắng nghe, anh nắm được rất là nhiều thông tin về cháu. Chứ còn rất là nhiều những ông bố mẹ ruột mà con bị trầm cảm, con bị căng thẳng, con bị stress hoặc là thậm chí bị những cái rối nhiễu tâm lý trong một thời gian rất dài mà không biết. Vâng. Để nghĩ là cháu nó hư. Hoặc là nó lười học, rồi nó nhút nhát. Nhưng mà trường hợp của anh chia sẻ vừa rồi thì tôi nghĩ rằng đúng là cháu nó có vấn đề tâm lý. Vâng ạ. Tuy nhiên thì mình không thể kết luận ngay là trầm cảm hay không trầm cảm, nhưng mà sang chấn tâm lý là có. Vâng. Ít nhất là đang có người yêu rồi. Mình cũng không hiểu nội tình làm sao mà chúng nó chia tay nhau. Thế rồi bạn gái kia đau buồn. Thế rồi đến lúc gì lại bạn trai lại quay lại. Nói chung là nó rất là nhùng nhằng và bây giờ cháu gái nghĩ đến cái chết là một điều đáng lo ngại. Bởi vì mình đừng nghĩ là nó nói dọa, đừng nghĩ là nó nói đùa. Những cái nói ra miệng ấy đấy là chỉ báo chỉ số cho mọi người thân biết rằng là cần phải để mắt tới cháu. Bởi vì những người bị trầm cảm đôi khi người ta chỉ nghĩ đến là kết thúc cuộc đời để giải thoát, đỡ phải nghĩ, đỡ phải đau đầu, đỡ phải căng thẳng. Hiện nay thì trong dân gian Việt Nam đấy, thực ra thì cái khoa thần kinh thì mình hiểu đơn giản là tâm lý và thần kinh thôi. Thế nhưng mà mọi người nghĩ tâm lý thần kinh ghép lại thành tâm thần, mà tâm thần thì cứ hay gán ghép với là người điên. Thế cho nên nếu mà bảo rằng bây giờ tao chú hay là bố mẹ đưa con đến khoa tâm thần hay là khoa tâm lý thần kinh gì của bệnh viện Bạch Mai thì cháu nó sẽ
nó có một cái nhạy cảm, con chẳng làm sao, con tỉnh táo, con không điên, cho nên không phải đưa con đến đấy, đúng không? Thế thì đúng thế ạ, cháu nó bảo thế, đúng thế đấy, thật đúng ạ. Cháu nó nói vâng, như thì thế tôi cũng biết mà, rất nhiều người không chịu đi khám chỉ vì ngại đến khoa tâm thần, mà thật ra tâm thần là vấn đề về tâm lý thần kinh thì ai chẳng có thần kinh ở trong đầu mình, người mình đầy mà, đúng không? Vâng. Thế thì do từ trước giờ là chúng ta truyền thông nó chưa rõ, cho nên là dân gian đã hiểu lầm và nhiều người đã không đi đến khám và điều trị một cách đúng nơi đúng chỗ và kịp thời, thành ra đôi khi những cái bệnh về rối nhiễu tâm lý nó lại càng trầm trọng. Vâng. Cháu hiện nay đang ở Hà Nội phải không anh? Vâng, thì cháu đang ở Hà Nội. Mà cháu anh ở cũng Trung Mỹ Hà Nội. Người rất là gần gũi với cháu đúng không? Chú ruột nhưng mà cũng ở gần đúng không ạ? Vâng, vâng, em cũng ở gần với cháu mà cũng thường xuyên đến hay đến cháu chơi mà. À, thường xuyên cháu. Anh có bao giờ anh ngồi nói chuyện bình thường với cháu này thế? Có, thì cũng có ngồi tâm sự, mới ngồi nói chuyện với cháu thì cháu nó bảo cháu không có làm sao cả. Ừ. Cháu vẫn bình thường. Không bị chú làm đừng sao. Có cho bảo thế này, hay là động viên cháu bảo thế này là để cho chú đi đưa cháu đi khám em xem như thế nào, thì xem là cháu ra làm sao, nếu mà cháu không làm sao thì không có vấn đề gì cả. Thì cháu nhất quyết thì cháu nó bảo là cháu nó không đi đấy. Được. Như thế thì bây giờ cháu anh nó bảo những cái người có bệnh ấy, nhất là bệnh về mặt tâm lý ấy, thì người ta không nhận có bệnh đâu, cũng giống như mấy ông say, mấy ông nhận là tôi say đâu. Vâng. Còn lâu tôi mới say, ba chai chưa say, ba say chưa chai đấy ạ. Vâng. Thế thì những người có bệnh thì cũng chỉ nghĩ là mình đau đầu quá, rồi đợt vừa rồi mình căng thẳng, mình mất ngủ, nhưng mà phải có các nhà chuyên môn, người ta khám, người ta sàng lọc, người ta có những chỉ báo, không có dấu hiệu, người ta chẩn đoán xem nó thực ra là cái gì. Trầm cảm thì trầm cảm đến mức độ nào, mức độ 1, 2, 3, 4, rất nặng hay không nặng. Rồi sau đấy người ta mới đưa ra các phác đồ điều trị, trị liệu bằng tâm lý kết hợp với uống thuốc hay nghỉ ngơi hay là vân vân. Thì nếu mà cháu không đi là một điều rất là khó. Vâng. Tôi cứ chia sẻ thế này có thể hỗ trợ được anh phần nào này. Vâng. Tôi sẽ không cho cái số điện thoại của mình ở trên sóng được, bởi vì phát sóng thì chắc là ngộ nhỡ chẳng may tôi bị quấy rầy, anh Thành Văn ạ. Dạ vâng. Nhưng mà sau cái cuộc trò chuyện trên sóng này, anh hoàn toàn có thể liên lạc lại với tổng đài 0243 826 2625, liên lạc với tôi. Tôi có thể chia sẻ với anh là việc đầu tiên nói với cháu là không phải đi khám ở khoa tâm thần mà cũng không khoa tâm lý, mà đi đến trò chuyện với bác Đinh Đoàn, với chú Đinh Đoàn tư vấn tâm lý tình yêu. Nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với việc là đi gặp bác sĩ tâm thần, đúng không? Thì có thể là tôi cũng tiếp xúc với cháu ít nhiều cũng có chút chuyên môn, rồi tôi có thể chia sẻ được với cháu, biết đâu nó không dám chia sẻ với chú ruột, nhưng mà với chú Đoàn thì nó chia được. Nhà tâm lý ạ. Anh đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chưa ạ? Cảm ơn anh đã tin tưởng gọi đến chương trình cửa sổ tình yêu của chúng tôi.